Rồi ok, mình sẽ đến với bài hôm nay luôn nhá. Thì hôm nay mình sẽ học qua những cái phần mới. Thì bài trước mình đã học những cái về cơ bản, về kiến thức, về layer, lớp. Cái thứ hai là về vùng chọn cơ bản, hình vuông và một số cái liên quan với bố cục hình chữ nhật. Được chưa? Thì hôm nay mình sẽ đến với phần mới, bạn ghi vào đó là mình sẽ học phần hòa trộn ảnh. Hòa trộn ảnh. Hòa trộn ảnh. Về phần mềm Photoshop thì nó sẽ chia thành hai mảng cho bạn. Một mảng là nó sẽ thiên về cái là chỉnh sửa hình ảnh, và một mảng thứ hai là nó sẽ chia cho bạn về thiết kế. Về chỉnh sửa hình ảnh thì bạn có thể làm trong cái studio về chỉnh chuyên về chỉnh sửa hình ảnh thôi. Và dạng thứ hai đó là chuyên về thiết kế. Thiết kế thì bạn có thể thấy những cái sản phẩm đại diện đặc trưng như poster, standee, những cái tờ rơi, tờ gấp, card visit chẳng hạn. Đây là những cái sản phẩm như bạn thiết kế ra trong phần mềm Photoshop hoặc là những cái phần mềm thiết kế sau. Nếu bạn trong quá trình sử dụng thì mình có thể kết hợp giữa chỉnh ảnh và thiết kế thì tạo ra những cái sản phẩm. Ví dụ bạn làm cái banner mỹ phẩm thì bạn cũng cần lưu ý cho mình là những cái nội dung hay là những cái mẫu chính của mình nó phải được đẹp và sắc nét. Đấy là điều cơ bản nhất. Và cái thứ hai, bạn sẽ tạo ra những cái đối tượng về nội dung, bố cục và về text, về hình ảnh, về logo, sắp xếp đối tượng bố cục của mình như nào cho phù hợp và nổi bật cái đối tượng nhân vật và sản phẩm của mình. Được chưa? Thì hôm nay mình sẽ học đến phần hòa trộn. Hòa trộn thì tí nữa mình sẽ có phần bài tập cho bạn kết hợp giữa những cái công cụ vùng chọn layer cơ bản để tạo ra một cái sản phẩm chuyên nghiệp từ những cái nội dung có sẵn. Được chưa? Các bạn ghi vào nhá, hòa trộn. Đối với hòa trộn thì mình có thể là làm trực tiếp lên cái tấm ảnh. Chọn vào phần Open hoặc tích vào phần Control O. Control O thì mình sẽ chọn, không biết các bạn tải hết tư liệu về thư viện ảnh về chưa nhỉ? À, em giải nén ra đấy nhá, giải nén ra. Bạn xem lại xem sao nhá, bởi vì tải về giải nén ra thì nó sẽ có những cái thư mục phía trong ấy. Bởi vì những cái bài về từ đây về sau thì mình sử dụng trong thư viện ảnh khá là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ thử mở cái thư mục ấy lên và mình kéo trực tiếp vào phần mềm Photoshop từ đằng sau nhá. Ok, mình sẽ thử hiện trực tiếp trên cái phần mềm Photoshop để bạn có thể tham khảo xem thử nhá. Chọn vào thư mục thư viện ảnh mở ngoài nhá. Chọn vào đâu bạn sẽ mở vào đấy, chọn vào thư viện ảnh. Chọn vào thư viện ảnh của mình đây. Thì trong trường hợp này mình sẽ chọn vào một cái tấm hình ảnh ở trong phần Girl chẳng hạn. Đối với trường hợp chỉnh sửa ảnh ban đầu ấy, về hòa trộn thì mình sẽ chọn những cái tấm ảnh nào có cái sắc độ hình ảnh khá là nhiều. Như là ví dụ như có những sắc độ sáng tối. Trong giờ này mình có thể chọn một cái đối tượng hình ảnh cho bạn để bạn có thể xử lý. Ví dụ như đây, trong hợp này mình sẽ chọn một cái tấm ảnh này cho bạn. Nếu mà bạn trong trường hợp bạn muốn có một những chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp nhất thì bạn có thể chọn những cái tấm ảnh RAW. Tấm ảnh RAW là những tấm ảnh như nào? Đây, tấm ảnh RAW là những cái tấm ảnh là bạn chụp trực tiếp từ máy ảnh. Thì ảnh RAW nó khác gì với ảnh JPEG và PNG? Thì ảnh RAW thì nó sẽ giữ lại những cái sắc độ màu gốc của hình ảnh. Thì bạn có thể chỉnh sửa dễ dàng hơn trong quá trình mình thiết kế hay là cắt ghép hình ảnh sau này. Thì trường hợp nếu bạn không có ảnh RAW thì bạn có thể tải những cái tấm ảnh này hoặc là sau này bạn lên những cái cộng đồng mạng thiết kế hay là chỉnh sửa hình ảnh ấy, bạn có thể xin những cái tấm ảnh RAW về bạn chỉnh sửa bằng phần mềm Photoshop thì nó sẽ chuẩn màu hơn cho bạn. Được chưa? Ok, thì trong trường hợp này sẽ chọn một cái tấm ảnh này. Thì đối với trường hợp phần mềm Photoshop thì có hai cách để mở hình ảnh. Cách thứ nhất, bạn có thể là mở trực tiếp bằng phần mềm Photoshop bằng cách là Ctrl O, chọn vào đây và chọn đến cái thư viện cái tấm ảnh bạn muốn cho vào phần mềm Photoshop để chỉnh sửa. Và cách thứ hai, bạn sẽ mở một cái thư mục ngoài, chọn cái tấm ảnh đấy, dứt chuột và kéo vào trong phần mềm bạn muốn là sử dụng. Vào đây bạn thấy nó có chữ move là di chuyển cái tấm ảnh vào phần mềm Photoshop bạn và bạn nhả chuột ra.
thì tấm ảnh mặc định của bạn sẽ tự động chạy trong phần mềm Photoshop. Thì bạn thấy trong quá trình này đối tượng hình ảnh này. Còn nếu bạn sử dụng tấm ảnh RAW thì nó sẽ mở thêm một phần là Camera Filter. Phần Camera Filter là cái phần nâng cao hay là phần thêm của cái phiên bản từ CC trở lên. Còn bạn nào dùng phiên bản CS6 thì nó hơi yếu một phần một tí so với cái bạn muốn chỉnh sửa hình ảnh. Đấy, bạn tìm thấy hình ảnh đấy chưa? Ở trong phần thư viện ảnh, chọn vào phần gơn và chọn vào phần tấm ảnh này. Chưa? Chụp ảnh đẹp. Thì trong quá trình sử dụng mình sẽ sử dụng về tấm ảnh này, bạn thấy là bắt ban đầu nó sẽ có sắc độ rồi. Chờ có vùng nền thì trong cái trường hợp về hình ảnh hay sau này bạn sẽ liên quan đến phần chỉnh sửa hình ảnh thì bạn cũng cần lưu ý mỗi cái tấm ảnh thì nó có một sắc độ riêng. Thì những cái sắc độ này bạn cần lưu ý cho mình đó là nó trong cái trường hợp hình ảnh này thì nó sẽ có một điểm sáng nhất và một điểm tối nhất. Điểm sáng nhất ở đây có thể là vùng mũi. Bởi vì nó sẽ là vùng cao nhất trong quá trình mình tiếp nhận ánh sáng. Và vùng tối nhất có thể là vùng tóc ở đây. Đấy, tùy thuộc vào từng cái mức độ sáng tối của tấm ảnh. Thì trong quá trình sử dụng mình có thể chọn một cái tấm ảnh đại diện bất kỳ bạn sử dụng tấm ảnh này. Ok, bây giờ mình sẽ chọn ba cái màu đại diện đặc trưng nhất của một cái tấm ảnh. Đó là một màu sáng nhất, màu tối nhất và một cái màu trung gian đó là màu ghi. Ok, mình sẽ chọn một cái vùng chọn hình vuông. Gì nhỉ? Ok, mình sẽ chọn một cái tấm một vùng chọn hình vuông. Thì trong quá trình xử lý đối tượng vùng chọn thì mình giữ thêm phím Shift để tạo ra đối tượng vùng chọn hình vuông đây. Hiện tại mình đang sử dụng phiên bản CC2019 giống với các phiên bản của các bạn đang sử dụng. Thì lưu ý trong quá trình sử dụng vùng chọn thì mình nhắc đi nhắc lại cái này bạn cần lưu ý. Khi mới có một vùng chọn thì mình phải có một layer mới bằng cách là phím tắt Ctrl Shift N Enter. Bây giờ thì trên bảng layer của mình sẽ có một cái đối tượng layer mới xếp chồng lên layer gốc của mình. Thì trong trường hợp này mình sẽ chọn ba màu cơ bản nhất mình đã nói cho bạn rồi, đó là màu đen, màu trắng và màu ghi. Bạn muốn trở về màu gốc của đối tượng phần mềm nhanh nhất bằng công cụ phím tắt là D. Bạn ấn vào công cụ phím tắt D thì rộng nó sẽ chuyển về màu đen trắng cho bạn. Đối tượng thứ nhất mình sẽ đổi cho nó một màu trắng hoặc là màu đen. Mình muốn đổi màu trên hay màu dưới thì mình sẽ có phím tắt là Ctrl Backspace và Alt Backspace. Ctrl D và phím tắt V để trở về công cụ đầu tiên, mình sẽ tạo ra một cái đối tượng là điểm sáng màu trắng đây. Cái này mình sẽ đại diện cho một cái điểm ảnh là sáng nhất trong quá trình mình chỉnh sửa hình ảnh. Và mình sẽ nhân đôi ra đối tượng thứ hai bằng cách là bạn còn nhớ công cụ là nhân đôi đối tượng không? Mình sẽ có một cái số phương pháp nào. Thứ nhất là Ctrl Z. Ctrl Z sẽ nhân đôi đối tượng. Cách thứ hai, giữ phím Alt kéo đối tượng này ra. Mình tạo ra một đối tượng thứ hai giống với đối tượng gốc. Thì trong quá trình mình thuận tiện cái phương pháp nào thì mình có thể sử dụng một trong hai cách đấy để nhân đôi đối tượng. Thì đối với bài thứ hai mình nhắc qua một cái phím tắt cho bạn trong quá trình mình sử dụng đó là đảo màu. Mình sẽ sử dụng trong cái để mình làm bố cục thôi. Đảo màu. Màu đen sẽ đối nghịch lên màu trắng và ngược lại. Mình có phím tắt là Ctrl Y ngắn. Ctrl Y ngắn để đảo màu nhanh. Ctrl Y ngắn. Đảo màu nhanh. Đảo màu tại sao? Ví dụ trong trường hợp mình sẽ tạo ra một cái vùng chọn tiếp theo đi. Vùng chọn này mình tạo ra một đối tượng layer mới. Cái này mình không chọn màu đen trắng nữa. Mình chọn một cái màu khác đi. Màu đỏ chẳng hạn. Đổi cho nó Alt Backspace, Ctrl D, trở về công cụ phím tắt về. Và bây giờ mình thử Ctrl Y xem sao nó có thể trở về màu đen hay là màu trắng gì không nhá. Ok, Ctrl Y. Thì bạn thấy này, đối nghịch với màu đỏ nó là màu xanh, xanh dương. Nhìn cái này thì mình sẽ đến cái phần chỉnh sửa hình ảnh màu thì mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn trong quá trình mình xử lý. Cái này thì bạn biết cơ bản ở đầu rồi ạ. Ok, mình sẽ tạo ra một cái đối tượng thứ ba. Cái đối tượng thứ ba thì mình sẽ chọn màu trung gian giữa màu trắng và màu đen, đó là màu ghi. Màu ghi thì nó sẽ có những cái sắc độ sao? Bạn chọn một đối tượng hình màu.
Màu ghi của mình sẽ có hai sắc độ, đó là màu ghi sáng thì nó sẽ nghiêng về màu trắng nhiều hơn, và màu ghi thứ hai đó là màu ghi tối thì nó sẽ nghiêng về màu đen. Thì làm cách nào để mình chọn cái đối tượng màu ghi giữa trung gian giữa màu trắng màu đen đủ màu ghi 50% hòa trộn 50% màu trắng và 50% màu đen. Thì cách này bạn có thể ghi vào là cách đổ 50% màu ghi. Ghi vào nhá. Cái màu ghi rất là quan trọng, bởi vì trong trường hợp nếu bạn chọn màu mặc định này thì mình không biết đâu là màu ghi 50%, đâu là màu ghi 60% hay là 70%. Cách đổ màu ghi 50%. Thì đối với trường hợp này bạn lưu ý này, vùng chọn mình đã nhắc qua rồi. Thì khi bạn sử dụng một cái đối tượng vùng chọn thì khi mình đổ màu thì nó chỉ nằm trong cái vùng chọn đấy thôi. Còn ngược lại, nếu bạn không có vùng chọn, bạn đổ màu trực tiếp thì nó sẽ đổ tràn viền toàn bộ tất cả những thuộc tính trên cái của giấy của bạn. Ví dụ mình đổ màu thì sao? Chọn một an backspace, bạn thử xem sao nhá. Thì bạn thấy trong trường hợp này nếu mà bạn không có vùng chọn thì nó sẽ tự động mặc định đổ tràn viền đối với đối tượng của giấy của bạn ở đây. Thì trong trường hợp này mình muốn đổ 50% màu ghi chỉ trong cái phần ô vuông này thì sao? Cái này mình sẽ xử lý nào. Ok, thì những cái buổi trước thì mình hướng dẫn qua cho các bạn thêm một cái phương pháp, đó là trở lại vùng chọn của đối tượng. Trở lại vùng chọn của đối tượng bằng cách là giữ Ctrl và tích chuột trái vào phần layer thu nhỏ. Được chưa? Giữ Ctrl tích chuột trái vào layer thu nhỏ thì nó sẽ trở lại vùng chọn của đối tượng. Bây giờ mình thử đổ màu an backspace. Thì bạn thấy là trong cái trường hợp này thì nó chỉ đổ màu trong cái đối tượng này thôi. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó sẽ không đúng lắm trong quá trình sử dụng, bởi vì phần viền của nó thì nó sẽ ám một phần màu đen. Sau này bạn sẽ tạo ra một cái lớp là phezer shift F6, bạn còn cần nhớ là shift F6 là tạo độ mềm viền của đối tượng. Cái trường hợp này mình có thể xử lý cách thứ hai thì nó sẽ đúng hơn trong quá trình mình xử lý. Ở trong bảng layer mình sẽ có phần lock là phần khóa đối tượng. Như bạn thấy đối tượng background đầu tiên bạn mở hình ảnh lên hay là tạo ra những cái trang của giấy bản thiết kế mới của bạn thì nó sẽ có một phần khóa đây. Phần khóa này đó là phần khóa đầu tiên của đối tượng, là nó sẽ không cho làm việc trong quá trình đối xử đối tượng này. Bạn thấy này, di chuyển thì bạn thấy đối tượng của mình sẽ không di chuyển được, bởi vì nó tạo ra một đối tượng khóa không cho mình làm việc trên đối tượng hình ảnh layer này. Và trong trường hợp này mình sẽ có một cái đối tượng khóa thứ hai, đó là phần lock đầu tiên hình kẻ caro, khóa đối tượng, khóa nền. Khóa nền này thì nó chỉ chọn, nó ngược lại với cái khóa đầu tiên, tức là nó chỉ cho làm việc trong cái đối tượng này thôi. Khóa khóa nền chỉ cho làm việc trong đối tượng. Ghi vào nhá, khóa nền chỉ cho làm việc trong đối tượng. Khóa nền chỉ cho làm việc trong đối tượng. Ok, bạn tích vào đây thì nó sẽ cũng hiển thị cho bạn một cái khóa này. Và bạn sẽ đổ 50% ghi cho bạn ghi vào nhá, cách đổ 50% ghi. Và bạn chọn vào phần Edit. Chọn vào phần Shift F5 Fill. Chọn Edit, chọn vào phần Shift F5. Bạn tích vào phần Shift F5 thì nó sẽ hiển thị cho bạn một cái bảng ở đây. Trong cái bảng này nó có rất là nhiều thuộc tính cho bạn, thì trong trường hợp Content này bạn sẽ sổ xuống chọn vào phần 50% Gray đây. Mặc định đầu tiên thì nó sẽ cũng có mặc định cho bạn là đổ màu đen và màu trắng. Còn màu đổ màu đen màu trắng thì nó sẽ đơn giản rồi. Thì trong quá trình bảng màu thì nó sẽ có một cái điểm màu sáng nhất và một cái điểm màu tối nhất mình đã đổ đây cho bạn. Và một cái điểm thứ ba đó là 50% gray, bạn tích vào phần 50% gray. Và ok, thì nó sẽ tạo ra một cái đối tượng có màu ghi cho bạn. Đây là ba đại diện đặc trưng nhất của một cái tấm tấm ảnh: màu sáng nhất, màu tối nhất và màu trung gian. Và bây giờ mình sẽ gộp là ba cái đối tượng này lại trở thành một layer bằng cách chọn đối tượng đầu tiên, dưới Shift chọn với đối tượng dưới cùng, chọn được ba cái đối tượng này và Ctrl E. Ctrl E là gộp toàn bộ tất cả đối tượng layer lại với nhau.
Canzone gộp toàn bộ tất cả đối tượng lại với nhau. Canzone. Tích vào phần Canzone thì bạn thấy là trong đối tượng ở ba cái đối tượng layer này nó sẽ gộp lại thành một cho bạn. Thì mình bạn thấy là có thể di chuyển đồng thời bởi vì nó nằm trên một đối tượng layer trở thành một đối tượng. Ok, đây là đại diện đặc trưng nhất của một cái tấm ảnh. Thì trong trường hợp hòa trộn nó sẽ nằm ở phần nào? Hòa trộn tấm ảnh là nó sẽ nằm trong bảng layer của bố bạn và bạn chọn thấy là cái chữ normal đây. Tích vào phần normal thì nó sẽ sổ ra cho bạn cái bảng từ trên này cho đến xuống dưới này. Hòa trộn ở đây nha. Thì bạn thấy trong quá trình sử dụng cái phiên bản phần mềm Photoshop thì nó sẽ chia theo từng khoảng cho bạn. Từ đây cho đến đây, từ đây cho đến đây, từ đây cho đến đây, từ đây cho đến đây. Thì những cái phần tử trong cái mảng này thì nó sẽ liên quan đến nhau trong quá trình mình sử dụng thiết kế về đối tượng hòa trộn nha. Bây giờ mình sẽ học cái phần đầu tiên, phần đầu tiên này là phần không hòa trộn rồi nha. Và phần thứ hai là phần đắc cần cho đến đắc cờ color là hòa trộn làm tối ảnh. Đắc cần cho đến đắc cờ color là hòa trộn làm tối ảnh, bạn ghi vào nha. Đắc cần cho đến đắc cờ color là hòa trộn làm tối ảnh. Chỗ nào nhanh hay không nghe rõ thì bạn có thể là báo lại cho mình nhé. Đắc cần cho đến đắc cờ color là hòa trộn làm tối ảnh. Thì sau những cái về thiết kế của bạn là poster hay là standee sau này bạn cũng cần lưu ý cho mình là chỉnh sửa hình ảnh là bước một bước đầu tiên. Hình ảnh của mình thứ nhất là phải sắc nét, thứ hai là phải đẹp. Còn những cái ví dụ như bạn có thể là xem những cái hòa trộn ở trên các kênh của nước ngoài bạn cũng có thể tham khảo. Nếu mà mình xem thế thì mình sẽ không hiểu là những cái thông số về những cái hòa trộn này là những cái gì. Bây giờ mình sẽ đi đến từng chi tiết từng cái giống bạn trong quá trình mình xử lý từ đắc cần cho đến đắc cờ color trước nhá. Hòa trộn làm tối ảnh thì hòa trộn làm tối ảnh thì màu sáng sẽ được triệt tiêu. Hòa trộn làm tối ảnh thì màu sáng sẽ bị triệt tiêu, bạn ghi vào nhá. Màu sáng sẽ bị triệt tiêu. Thì trong cái lớp hòa trộn làm tối ảnh thì nó sẽ có hai đại diện đặc trưng hay sử dụng nhất, đó là đắc cần và multi-light. Đại diện đặc trưng là đắc cần và multi-light nha. Đắc cần và multi-light. Đầu tiên mình sẽ đi đến cái đầu tiên là đắc cần, bạn ghi vào nha. Đắc cần, đắc cần lọc 100% sáng, là 100% sáng hay là trắng. Chưa? Bạn tích vào phần đắc cần ở trong cái lớp ba cái đối tượng mình vừa tạo ra. Thì bạn thấy này. Ok, trở về cái normal đầu tiên là không hòa trộn nhá. Thì bên trái của mình là màu trắng, bên giữa là màu đen và bên trái bên phải của mình là màu ghi, trung gian giữa màu trắng và màu đen. Bây giờ mình sẽ sử dụng hòa trộn là đắc cần. Đắc cần thì bạn thấy là đối tượng màu trắng của mình nó bị triệt tiêu toàn bộ. Đắc cần nó bị triệt tiêu toàn bộ thì nó hiển thị với lớp ảnh phía dưới. Ok, mình sẽ tạo ra hai đối tượng thì bạn dễ hình dung hơn nhá. Cái này mình sẽ để về normal, bạn thấy là so sánh giữa hai đối tượng trên và đối tượng phía dưới. Cái này là màu gốc. Mình sẽ xử lý cái đối tượng là phía dưới đây, bạn xử lý. Thì cái đầu tiên bạn thấy là khi mà mình sử dụng đối tượng là hòa trộn normal thì nó sẽ trùng với đối tượng phía trên. Và ngược lại khi mà chọn ở phần đắc cần hòa trộn làm tối ảnh lọc 100% màu sáng. Thì bạn thấy là trong trường hợp này màu trắng nó sẽ bị triệt tiêu toàn bộ. Và màu đen nó giữ nguyên và bạn vào nhìn thấy vào đối tượng màu ghi thì bạn thấy. Ở đối tượng màu ghi thì nó sẽ bao gồm màu trắng và màu đen trong đấy. Và màu ghi 50% màu đen, màu ghi 50% thì nó sẽ bao gồm 50% trắng và 50% màu đen. Ở trong phần đắc cần cho đến đắc cờ color thì bạn bạn thấy là đối tượng của mình sẽ làm tối ảnh đi và tạo ra những đối tượng phần vùng này,
nó sẽ tối đi cho bạn trong quá trình mình xử lý nha. Ok, cái này đẩy lên đối tượng là trên vùng mặt. Bạn thấy đối tượng hình ảnh của mình khi mà cho đối tượng màu ghi vào thì nó sẽ tối hơn một độ trong quá trình mình xử lý đối tượng. Yeah. Và di đến những cái vùng, ví dụ như vùng hoa chẳng hạn, thì bạn thấy là những cái đối tượng này nó sẽ bị ám và tối đi. Yeah. Lưu ý đã cần lọc 100% sáng. À, và phần tiếp theo đó phần multi-light. Multi-light lọc 100% sáng cộng với lớp ảnh dưới và làm tối ảnh đi. Lọc 100% sáng cộng với lớp ảnh dưới, cộng với lớp ảnh dưới và làm tối ảnh đi. Cộng với lớp ảnh dưới và làm tối ảnh đi. Cái này thì bạn thấy là tạo ra đối tượng nó cũng lọc 100 màu trắng, thì bạn thấy 100% màu trắng đây nó sẽ bị triệt tiêu trong quá trình xử lý bạn. Và cái thứ hai bạn thấy là những cái đối tượng này khi mà để vào đây thì nó sẽ được đẹp hơn và tạo ra cái độ tương phản. Yeah. Cái này mình xử lý trong quá trình mình làm tách tóc. Yeah. À, mình có thể xử lý đối tượng ứng dụng cho việc là tách tóc. Còn tách tóc như nào thì tí nữa mình sẽ có một cái ví dụ để tương quan cho bạn trong quá trình mình cái tổng quan hơn. Và một cái dạng thứ hai trong quá trình xử lý, ví dụ bạn là chụp những cái đối tượng ảnh nó bị phơi sáng, cái ảnh nó quá sáng, bạn có thể là sử dụng cái phương pháp này. Đấy à? À, mình có thể là Ctrl O chọn một cái hình ảnh nào nó sáng hơn một tí. À, chọn vào làm việc, chọn vào tư liệu và chọn vào phần thư viện ảnh. À, mình chọn vào phần gơn. Sổ xuống chọn một cái tấm ảnh bất kỳ. Yeah. À, ví dụ một cái tấm ảnh này, bạn thấy là mặc định bạn thấy là có thể là cho tấm ảnh này nó hơi bị sáng, thì bạn muốn làm đối tượng mình tối đi bằng cách là Ctrl Z đối tượng hình ảnh này lên. Và bạn muốn làm cho đối tượng về chỉnh sửa hình ảnh thì bạn cần lưu ý là mình sẽ giữ lại cái phiên bản gốc ban đầu để mình có thể là quay lại. Yeah. Sau này bạn chỉnh sửa chuyên nghiệp quốc tế, bây giờ chỉnh sửa cái này nó vùng nó chuyển tóc thành màu đỏ hay là màu xanh chẳng hạn, thì bạn cũng cần lưu ý cho mình sẽ giữ nguyên lại cái phiên bản gốc để mình nếu mà sai sót gì mình có thể là xóa cái layer này và trở về phiên bản gốc ban đầu. Yeah. Ok, chọn vào đầu tiên mình chọn vào phần multi-light thì bạn thấy là phần hình ảnh của mình sẽ có cái sắc độ hơn, sáng tối, trở về tắt con mắt để bạn thấy yếu tố hình ảnh của mình. Yeah. Thì trong trường này mình có thể là xử lý dạng những cái hình ảnh bạn chụp bị nó bị phơi sáng. Được chưa? Đây là một ví dụ cho bạn trong quá trình mình xử lý đối tượng. Ok, thì trong trường hợp này mình cứ tạo ra những cái ví dụ cho bạn trong quá trình mình xử lý. Yeah. Và một cái nữa cho bạn xử lý cái phần này, chọn vào phần Ctrl O. Mình chọn vào phần thư viện ảnh. Chọn phần thiên nhiên. Giờ mình có một cái tấm ảnh như này. Thì trong trường hợp này mình có thể là ứng dụng cho việc là cắt ghép hình ảnh liên quan đến phần tóc, phần da. Yeah. À, và mình có một cái tấm ảnh thứ hai, Ctrl O chọn vào phần thư viện hình ảnh. Chọn vào phần ảnh web. Yeah. À, mình sổ xuống chọn một cái bức ảnh bất ban đầu như này, ví dụ. Đây chẳng. Được chưa? Thì đây những cái về cắt ghép hình ảnh cơ bản nhất. Thì trong trường hợp này mình muốn cắt hình ảnh cô gái này sang với cái tấm hình về thiên nhiên của mình ở đây. Mình có hai phương pháp. Cách thứ nhất là mình có thể là kéo hình ảnh sang bằng cách là giữ chuột trái và kéo cái tấm ảnh đối tượng đây. Vẫn giữ chuột
Và sang đây mình có dấu cộng trên màn hình bạn nhả cho ra. Thì tấm ảnh của bạn sẽ tự động sang bên này. Nhưng mà trong cái trường hợp này mình không khuyên bạn sử dụng cái phương pháp này lắm thì nó sẽ rất là lâu. Mình sẽ dùng phương pháp là Ctrl A chọn tất cả, Ctrl C copy. Và sang đây, Ctrl V thì bạn có thể copy đối tượng hình ảnh đấy sang bên này. Thì trên tấm ảnh là bạn thấy cái sắc độ có rất nhiều, thứ nhất là màu trắng. Cái nền màu trắng thì bạn có thể thấy nó đơn giản xử lý được. Thì trong trường hợp mình vừa học qua một cái lớp đó là từ đắp cần cho đến Multiply rồi, thì bạn thấy này, khi mà chọn vào phần đắp cần nó xử lý toàn bộ tất cả những đối tượng nền trắng bên ngoài. Và đương nhiên trên cái đối tượng mặt của cô gái thì nó sẽ liên quan đến cái phần nữa, đó là trên hình ảnh mặt cô gái nó sẽ có một phần màu trắng, đó là màu ghi sáng. Và còn những cái phần này là màu ghi tối. Vì tại sao bạn thấy là trong quá trình xử lý thì màu ghi trung gian 50% nó rất là quan trọng. Thì trong trường hợp này mình sẽ xử lý bằng cách là chọn phần đắp cần. Phần đắp cần bạn thấy này, trong quá trình sử dụng cái phần đắp cần thì phần tóc của mình khá là bị sơ. Bởi vì nó sẽ lọc 100% máu màu trắng. Còn mình sẽ để hòa trộn thứ hai là phần Multi-Light. Phần Multi-Light thì bạn thấy nó sẽ lấy lại toàn bộ tất cả những cái tóc nhỏ nhất ở trong cái ngoài này. Để so sánh hơn thì bạn có thể chọn một phần đắp cần này, color. Thì nó sẽ lấy toàn bộ tất cả những cái tóc nhỏ nhất thì bạn thấy trong cái chi tiết này chẳng hạn. Thì nó sẽ lấy hết toàn bộ. Được chưa? Thì cơ bản ban đầu bạn thấy bạn có tách những cái đối tượng phần nền trắng bên ngoài nó đơn giản. Nhưng mà trong trường hợp thứ hai mình có xử lý những đối tượng phần này như nào? Ok, mình tạo ra một cái đối tượng layer mới phía dưới. Vì những cái đối tượng này đang bị lọc hết phần màu trắng của mình cho nên là mình sẽ bù lại cho nó một cái lớp màu trắng phía dưới. Được chưa? Chọn vào layer mình vừa tạo ra. Layer này thì nó chưa có đối tượng. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái bút là bút B, brush. Được chưa? B, brush. Ok, trong phần bút B này thì nó sẽ trên thanh menu của bạn nó sẽ hiển thị cho bạn một cái bảng, thì bạn sẽ thấy như cái đối tượng này. Mình sẽ chọn phần kích thước size cho nó to lên. Còn phần brush này thì mình sẽ có một bài riêng cho bạn trong quá trình mình xử lý chuyên nghiệp hơn. Phần hardness là độ cứng phần cứng mềm của đối tượng phần viền thì mình có thể để về không, chọn kích thước size cho to lên. Và bạn sẽ xem lại toàn bộ tất cả thông số opacity là 100%. Và bạn bỏ đọ, chọn đối tượng cho mình là một cái màu trắng. Bởi vì đối tượng của mình đang bị lọc hết màu trắng thì mình sẽ bù lại toàn bộ tất cả đối tượng đấy. Ok, bạn quét qua. Bạn quét đến đâu thì bạn thấy đối tượng của mình sẽ trở lại đối tượng bằng gốc ban đầu, bởi vì nó sẽ bù lại màu trắng cho đối tượng. Các bạn có thể cho đối tượng brush của mình to lên, tăng thước size. Trong giờ này bạn không được quét ra ngoài như này nhé. Quét ra ngoài thì nó sẽ lộ màu trắng của bạn trong quá trình mình xử lý. Ok, bạn quét qua. Quét qua. Những phần nào thiếu thì bạn quét qua cho trong đối tượng. Giữ chuột trái và kéo. Được chưa? Là phần cắt ghép hình ảnh cơ bản nhất trong quá trình mình xử lý. Còn những cái phần viền này bạn có thể xử lý bằng cách là chọn phím tắt B brush này cho kích thước size cho nó nhỏ lại và bạn sẽ đi chi tiết nhỏ hơn. Đây là một cái cách xử lý đơn giản nhất. Bạn cứ kéo phần này ra bạn thấy này. Đây là bù một cái lớp màu trắng phía dưới và bạn thấy xử lý như này. Nó bởi vì nó sẽ lọc hết toàn bộ tất cả đối tượng màu trắng, nhưng bạn bù vào thì nó sẽ hiển thị toàn bộ tất cả thông tin đối tượng hình ảnh phía trên. Cái này xử lý trong cái việc mà mình có một cái đối tượng hình ảnh màu nền màu trắng. Hoặc là bạn có thể chọn một cái tấm ảnh khác chẳng hạn Canchono. Cái này này chẳng hạn cũng tương tự. Bạn chọn đây. Ctrl A, Ctrl C và bạn có thể là ấn phím tắt Ctrl V kép, Ctrl kép V kép để có thể tắt cái phiên bản bạn đang làm việc. Ctrl V kép tắt cái phiên bản bạn đang làm việc trên màn hình. Để trong những trường hợp nếu bạn máy bạn nào nó hơi yếu thì bạn có thể tắt đi để cho
phiên bạn làm việc nó được nhiều hơn. Ctrl V kép tắt đi. Và sang đây mình Ctrl V, cái này mình không dùng nữa, mình có thể xóa đi. Ctrl V. Ctrl T cho nó to ra. Hiện tại mình đang dùng phiên bản CC 2019 thì mình không cần giữ shift, còn bạn nào dùng phiên bản thấp hơn thì bạn có thể giữ thêm phím shift để nó không bị méo hình nhá. Ok, để đây. À, cái này bạn sẽ hòa trộn cho nó là đắc cần. Đắc cần thì bạn thấy tóc của mình nó bị sơ và nó không lấy hết toàn bộ tất cả chi tiết tóc phía ngoài. Và mình sẽ xử lý bằng cách là chọn vào phần Multiline. Multiline là lọc 100% trắng cộng với lớp ảnh dưới để làm tối ảnh đi. Và cũng tương tự mình sẽ tạo một đối tượng layer mới ở phía dưới và bù cho nó một cái màu trắng bằng cách là sử dụng công cụ bút bê. Kích thước size to lên, mềm viền để về không. Bạn tô nó vào, bạn chọn màu trắng. Bạn tô đến đâu thì bạn thấy nó sẽ lấy lại toàn bộ tất cả thông số về kích chi tiết hình ảnh phía trên cho bạn trong quá trình mình xử lý. Còn những phần viền thì bạn sẽ cho vào đầu brush nhỏ hơn để mình đi kỹ hơn trong quá trình mình xử lý viền. Được chưa? Đấy, bạn xử lý trở về công cụ phím tắt B. Và trong quá trình xử lý đối tượng như này xong rồi, bạn cần lưu ý hai cái đối tượng layer này nó phải đi đồng thời với nhau. Để đi đồng thời thì mình có thể xử lý bằng cách là có thể là group nó lại không? Chọn vào đối tượng layer 1, giữ shift chọn vào đối tượng layer 2. Group bằng cách là phím tắt Ctrl G. Ctrl G. Group đối tượng. Ctrl G, group đối tượng layer. Giờ bạn ghi chép lại nhá. Ctrl G, group đối tượng. Ok, và mình chọn hai đối tượng layer và chọn vào phần Ctrl G. Thì nó sẽ trở lại bạn một cái đối tượng group ở đây. Thì trong này nó sẽ có hai đối tượng. Nó khác với phần Ctrl E nhá. Ctrl E thì nó sẽ gộp hai cái này thành một đối tượng layer. Còn group thì nó sẽ giữ nguyên layer cho bạn trong quá trình mình xử lý. Được chưa? Ok, trở lại với cái hình ảnh ban đầu đầu tiên này, mình có ba đối tượng. Và phần tiếp theo từ đắc cần cho đến là lọc 100% trắng. Multiline lọc 100% trắng cộng với lớp ảnh dưới và làm đậm ảnh màu lên. Và phần tiếp theo là color burn. Những cái gì ở trong cái phần hòa trộn này có chữ color thì nó sẽ làm tươi màu. Color burn là làm tươi màu và tối ảnh đi. Làm tươi màu và tối ảnh đi. Cho nên này kéo qua những cái phần hoa và thấy màu sắc thì nó sẽ tươi hơn và đậm màu hơn trong quá trình mình xử lý. Tươi màu và đậm hơn. Thì trong quá trình sử dụng cái hóa trộn color burn này, mình có thể tạo thêm những cái sắc độ hình ảnh mà bị thừa sáng hay là quá sáng, và mình muốn lấy lại từng cái sắc độ hình ảnh phía dưới thì mình sẽ tạo ra cái đối tượng như này. Thì trong trường hợp này mình sẽ không sử dụng nhiều cái công cụ color burn này. Mình sẽ đến phần tiếp theo. Còn những cái này thì là những cái phụ. Đấy, phải xử lý. Trong quá trình làm hòa trộn làm tối ảnh thì mình sẽ có hai đại diện đặc trưng sử dụng nhiều nhất, đó là phần đắc cần và phần Multiline. Và mình sẽ đến với phân vùng tiếp theo, từ Lighten cho đến Lighter Color, nó sẽ ngược lại với phần vùng trên, đó là hòa trộn làm sáng ảnh. Hòa trộn làm sáng ảnh. Hòa trộn làm sáng ảnh thì ngược lại thì nó sẽ triệt tiêu màu tối. Hòa trộn làm sáng ảnh triệt tiêu màu tối. Lighten cho đến Lighter Color. Ok bạn, đầu tiên là phần Lighten. Lighten nó sẽ ngược lại với phần đắc cần. Đắc cần là triệt tiêu 100% máu trắng, và ngược lại Lighten là triệt tiêu 100% máu đen màu tối. Triệt tiêu 100% máu tối. Triệt tiêu 100% màu tối.
Thì trong trường hợp bạn thấy là màu đen của mình đã bị triệt tiêu, chỉ còn là màu trắng và màu ghi. Màu ghi thì bạn di đến đâu thì bạn thấy đối tượng của mình sẽ sáng lên một độ. Và phần tiếp theo là screen. Screen thì nó sẽ ngược lại với multi-light, triệt tiêu 100% màu tối cộng với lớp ảnh dưới và làm sáng ảnh lên. Triệt tiêu 100% màu tối cộng với lớp ảnh dưới và làm sáng ảnh. Bây giờ thì nó sẽ ngược với cả multi-light. Và phần tiếp theo là phần color dot. Color dot thì nó sẽ ngược lại với color burn. Thì nó sẽ liên quan bạn những cái gì liên quan đến color ở trong cái bảng hòa trộn này thì nó sẽ làm tươi màu lên. Color dot làm tươi màu và hình ảnh sáng lên. Thì bạn thấy là dùng trong quá trình sử dụng color dot này thì bạn thấy đối tượng của mình sẽ phản quang. Giờ gì đến đâu thì bạn thấy đối tượng của mình sẽ phát sáng lên. Cái đèn color dot thì mình sẽ ứng dụng trong cái việc là tạo ra những đối tượng ánh sáng, vệt bóng hay là ánh đèn. Ứng dụng tạo ánh sáng hay là vệt bóng. Tạo ánh sáng, vệt bóng, color dot. Ứng dụng tạo ánh sáng, vệt bóng. Giờ bạn cứ ghi kiến thức lại nhau, tí nữa mình sẽ tổng hợp lại và làm cho bạn một số cái bài tập liên quan đến những cái hỗ trợ này, bạn dễ hình dung và dễ nhớ hơn. Color dot ứng dụng là tạo ánh sáng về sáng phát quang. Và cái hai cái đối tượng hòa trộn tiếp theo phía dưới cùng nó sẽ bổ trợ cho những cái trên, thì những cái này mình chỉ cần là tham khảo qua và chú ý đến nhiều. Thì trong trường hợp này cũng tương tự, mình sẽ có hai đại diện đặc trưng, đó là phần lighten và screen. Đại diện đặc trưng là lighten và screen. Ok, bây giờ mình sẽ áp dụng cái phương những cái hòa trộn này để tạo ra những cái phiên bản thiết kế để sử dụng về chỉnh sửa hình ảnh. Ok, chọn vào phần Control O. Chọn vào phần thư viện hình ảnh. Chọn vào phần Gold. Và có thể xử lý chọn vào phần Backdrop. Chọn vào phần Texture. Thì nó sẽ làm việc cơ bản nhất là trên màu trắng, màu đen và màu ghi, thì mình sẽ chọn những cái hình ảnh có sắc tố màu đấy thì nó sẽ dễ dàng trong quá trình mình hình dung hơn. Ví dụ mình có thể rổ xuống và chọn vào đây, chọn những cái tấm ảnh hình ảnh. Được chưa? Tuyết. Open. Được. Thì trên cái sắc độ là bàn tay này có màu đen, màu trắng, màu sáng nhất và những cái màu lờ nhờn, màu ghi. Ctrl A, Ctrl C copy, Ctrl V kép tắt nó đi. Và sang đây mình sẽ xóa những cái phiên bản này đi, để lại cái nền layer gốc và Ctrl V. Ctrl T thu nhỏ lại. Bạn có thể giữ phím An để co kéo đối tượng là đồng tâm thì cho nó nhanh hơn trong quá trình mình xử lý. Ở lại cho nó to thêm. Mình để đây chẳng hạn. Được chưa? Thì phiên bản này mình đang để trên cái đối tượng hình ảnh phía dưới. Thì nhắc lại, bạn còn nhớ trong quá trình mình xử lý đối tượng màu đen thì mình sẽ dùng hòa trộn gì nhỉ? Dùng hòa trộn gì để loại bỏ tất cả đối tượng về màu đen? Được chưa? Ok, thì trong trường hợp này mình sẽ chọn vào phần Lighten. Lighten thì bạn thấy trong trường hợp này nó sẽ lọc toàn bộ tất cả đối tượng màu màu đen. Như ở đây bạn thấy nó hơi bị cứng. Mình sẽ chọn hòa trộn thứ hai là Screen. Bạn thấy nó sẽ được mềm mại hơn trong quá trình mình xử lý. Được chưa? Cách tạo tuyết đơn giản. Đây là những cái hình ảnh có sẵn trên mạng, bạn có thể lấy xuống. Và đương nhiên sau trường hợp này bạn có thể xử lý chuyên nghiệp hơn bằng cách là xóa những cái gì nó không ảnh hưởng đến cái nhân vật chính của mình. Ví dụ như vùng mặt đây. Thì nó sẽ mình sẽ có những cái bài sau cho bạn trong quá trình mình xử lý. Và phần thứ hai là mình có thể là có thêm một cái ánh sáng vào phần Ctrl O.
Cũng tương tự chọn vào phần background, chọn vào phần phần texture đây. Và mình sẽ kéo xuống chọn một cái tấm ảnh có lượng ánh sáng kéo từ trên xuống dưới đây chẳng hạn. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép và sang đây. Mình có thể tắt con mắt layer đi, mình không sử dụng nữa, mình sẽ dùng một cái phiên bản khác. Ctrl V. Ctrl T. Ở trong giờ là mình có thể giữ shift để mình có thể co kéo tự do cho đối tượng hình ảnh ánh sáng này. Chọn vào phần screen. Tạo ra ánh sáng master. Và thêm một cái trường hợp nữa thì trong giờ là mình đã hoàn dùng mặt chuẩn là tạo ra đối tượng đứng lọc toàn bộ tất cả đối tượng màu ghi. Nếu mà lên tần bản thân này nó sẽ lọc hết bởi vì nó sẽ không có màu trắng. Còn screen là bạn ấy nó sẽ loại bộ tất cả đối tượng màu đen và cộng với lớp ảnh dưới và làm sáng này lên. Nhưng mà mình sẽ có một cái hòa trộn tiếp theo nó sẽ đẹp hơn và tạo cái điểm nổi bật hơn cho bức ảnh của mình là cho phần là color dog. Color dog thì bạn thấy tạo ra đối tượng nó sẽ có màu tươi hơn trong quá trình mình xử lý này. Màu tươi hơn. Và đương nhiên opacity đây mình sẽ để vừa thôi, nó sẽ không ảnh hưởng đến nhân vật chính. Còn nếu bạn muốn tạo ra ánh sáng nó có thể là gắt như này bằng cách là Ctrl Z thêm một độ nữa thì nó sẽ ánh sáng của mình sẽ được gắt hơn. Và Ctrl Z nhiều lần thì bạn thấy đối tượng của mình, ánh sáng của mình càng càng rõ ra. Và đương nhiên nếu mà ảnh gốc nếu bạn chụp như này thì nó sẽ có hiện tượng là cháy sáng. Bỏ bớt một đối tượng ở lớp layer đi thì mình sẽ tạo ra đối tượng hình ảnh như này. Hòa trộn là color dog, bạn thấy là tất cả những cái vùng gì liên quan đến màu trắng nó đều làm cho mình phát quang lên, giống như lượng ánh sáng mặt trời. Được chưa? Bạn cần lưu ý trong quá trình mình xử lý. Thì đối với cái color dog này bạn cần lưu ý cho mình. Nếu một cái vùng tắt cái đối tượng layer này đi, tạo ra một đối tượng layer mới và đổi cho một vùng chọn màu trắng chẳng. Ambex Spray đổi này nó rất là cứng. Bây giờ mình hòa trộn thì sao? Chọn vào phần Lighten. Thì trong trường hợp này nó chỉ có màu trắng thôi, bạn thấy đối tượng này nó sẽ không hoạt động. Screen nó cũng thế. Và tương tự phần Color Dog này bạn thấy. Trong trường hợp này nó cũng hoạt động. Thì đối với biểu hòa trộn Color Dog thì bạn có thể lưu ý ghi vào khi mà sử dụng đối tượng hòa trộn Color Dog. Lưu ý khi sử dụng hòa trộn Color Dog. Hòa trộn color dog thì đối tượng phần nền phía dưới của nó là màu đen. Như bạn thấy toàn bộ tất cả đối tượng này chẳng hạn. Color dog này trở về normal. Nền của dưới là nó màu đen và có những cái vệt sáng, vệt trắng phía trên. Color dog nguyên tắc của nó là vệt màu đen và vẽ hình màu trắng lên. Vệt màu đen và vẽ hình màu trắng lên. Cũng tương tự như đối tượng này mình có thể sử dụng phần color dog. Thì nó sẽ phần gắt như này. Và đương nhiên để opacity thấp thôi. Nguyên tắc của color dog là vệt màu đen và vẽ hình màu trắng lên. Để rõ hơn trong quá trình mình sử dụng cái đối tượng vệt màu đen, đối tượng là vệt màu đen và vẽ hình màu trắng lên thì mình sẽ tạo ra đối tượng là ánh sáng đen. Chọn một phần Ctrl O. Mình sẽ chọn vào phần thư viện ảnh liên quan đến phần nội thất một tí. Chọn một phần Inventor. Chưa thất. Cho giờ mình sẽ chọn một cái tấm ảnh như này, bạn hãy chọn theo của mình nhá, chọn một thư viện này. Open. Thì cho giờ này khi mà bạn xử lý đối tượng ví dụ như trên cái mảng 3D chẳng hạn, tạo ra những cái không gian làm việc tạo ra đối tượng thì mình phải tạo thêm một cái nữa là lượng ánh sáng tạo cho không gian làm việc của mình trông thật hơn. Về bước đầu tiên thì bạn cũng cần lưu ý cho mình là mình sẽ Ctrl Z đối tượng layer hình ảnh này lên. Để nếu mà trong quá trình mình sử dụng sai về đối tượng hình ảnh phía trên, chỉnh sửa sai màu sắc hay là sai về sắc độ gì đấy thì mình có thể quay lại layer gốc được. Ok, mình sẽ tạo ra những đối tượng ánh sáng đèn đây, nó chưa có thì mình có thể tạo ra. Bằng cách là tạo cả công cụ vùng chọn phím tắt M đây. Thì trong quá trình sử dụng công cụ thì nó sẽ có một số cái công cụ nó cùng với
phím tắt với nhau, thì mình có thể xử lý nhanh như nào. Tích vào công cụ đấy, ví dụ mình đang sử dụng công cụ phím tắt là M vùng chọn, thì mình muốn đổi giữa vùng công cụ vùng chọn hình vuông sang hình elip nhanh nhất bằng cách là dùng công cụ Shift M. Shift M. Được chưa? Các bạn thấy là khi mà giữ thêm Shift và phím tắt đấy thì nó sẽ động đảo đối tượng nhanh. Chà, Shift M hình tròn, hình elip, hình chữ nhật, hình elip và hình chữ nhật. Được chưa? Thì ánh sáng trong cái trường hợp này mình sẽ sử dụng đối tượng là hình elip chẳng hạn. Giữ chuột vào kéo. Nào, và tương tự trong quá trình mình vẽ ra đối tượng vùng chọn thì mình có thể là giữ thêm phím cắt để di chuyển đối tượng vùng chọn đấy, vẫn giữ chuột nha. Chà, mình có thể đặt đây. Và đương nhiên khi mà có một vùng chọn rồi thì mình phải có một layer mới, Ctrl Shift An N, tạo ra đối tượng mới và đổ màu trắng cho nó, An Backspace, Ctrl D và công cụ phím tắt V, tạo ra một đối tượng. Được chưa? Mình sẽ để đây. Và trong cái trường hợp này bạn thấy là nếu mà để lượng ánh sáng này thì nó hơi bị cứng, thì mình có thể xử lý lại được không? Ok, mình có thể là chọn ra đối tượng là hình vuông, công cụ phím tắt M đây, quét ra phía dưới. Được chưa? Thì trong trường hợp này mình có thể là delete trực tiếp không? Delete thì bạn thấy là trong trường hợp nếu mà bạn delete này thì nó cũng rất là cứng. Thì mình có thể xử lý bằng cách là Shift F6, trở lại với công phím tắt công cụ bài 2, làm mềm vùng chọn. Làm mềm vùng chọn. Yeah. Chọn vào phần Shift F6, chọn vào Select, chọn vào phần Modify, chọn vào phần Shift F6 Feather, làm mềm vùng chọn. Yeah. Cái này mình có thể là để 20 chẳng hạn, xem thử xem sao vào Delete. Yeah. Thế bạn thấy là cái đối tượng vùng ánh sáng của mình sẽ được mềm mại hơn trong quá trình mình xử lý. Bạn muốn cho nó to hơn nữa, Shift F6, để cho nó 50 chẳng hạn và xóa trực tiếp đi. Yeah. Xóa hai lần, xóa ba lần bạn trong quá trình mình xử lý. Ctrl D và trở về công cụ phím tắt V thì bạn thấy lượng ánh sáng của mình sẽ được mềm về dưới hơn trong quá trình xử lý. Yeah. Và liên quan đến ánh sáng thì mình sẽ có hòa trộn là phần color dock. Nếu bạn để nguyên color dock thì bạn thấy nó sẽ không hoạt động. Được chưa? Và nguyên tắc mình nhắc lại thì nguyên tắc sử dụng phần hòa trộn color dock là một vệt màu đen và vẽ hình màu trắng lên. Yeah. Ok, mình sẽ tạo ra một cái layer mới. Lơ này thì mình sẽ đổi cho một cái màu đen. Và đương nhiên nó phải nằm dưới. Nằm dưới bằng cách là can trốn hoặc vuông bên tay trái để nó số 1. Bước tiếp theo bạn cần lưu ý cho mình là mình giữ Shift chọn hai đối tượng này và can trốn E gộp nó lại với nhau. Và bây giờ mình sẽ sử dụng hòa trộn. Can trốn E nhá. Chọn vào phần color đó. Được chưa? Thì bạn thấy đối tượng của mình sẽ đi đến đâu thì đối tượng ánh sáng của mình sẽ được gắt. Và trong trường hợp bạn thấy này, cái phần viền phía trên thì nó cũng hơi cứng. Nhưng mà khi mà mình xử lý xong toàn bộ tất cả đối tượng Ctrl E rồi thì nó sẽ gộp lại toàn bộ tất cả đối tượng giống như một cái tấm ảnh. Thì trong trường hợp này mình sẽ xử lý nào. Những cái phần viền bên ngoài nó cũng phải là mềm đi. Và phía dưới của mình có thể to thêm. Và to thêm bằng cách là Ctrl T. Ctrl T mặc định ban đầu thì bạn có thể thấy là nó chỉ co kéo đối tượng là thu phóng đồng dạng. Còn mình muốn là cho nó thu phóng theo cái tỷ lệ là co sang trái, co sang phải thì sao? Ok, mình có thể giữ Shift. Yeah, giữ Shift thì bạn có thể đối tượng của mình sẽ co kéo là Melvin. Yeah. Và cái thứ hai bạn có thể giữ phím tắt là Ctrl Shift co kéo một cạnh. Và cái thứ ba bạn có thể co kéo hai cái đối tượng phía dưới nó chạy ra xa nhau bằng cách là giữ Ctrl Shift và An. Ctrl Shift An để co kéo hai cạnh đối diện nhau. Tương tự mình có thể kéo xuống các bạn thấy kéo ra hai đoạn đối tượng là Ctrl Shift An.
OK, phần tiếp theo mình sẽ xử lý toàn phần viền mềm cho nó mềm đi một tí bằng cách là xử lý. Có thể xử lý bằng cách nào không? Khi mà mình dứt lệnh rồi, cho nó trở thành một đối tượng layer. Thì bạn có thể ghi vào là cách tạo ra cho đối tượng là mềm viền, mờ viền. Tạo cho đối tượng là mờ viền. Chưa? Chọn đúng layer đấy. Chọn vào filter. Chọn vào blur, chọn vào phần gaussian blur. Làm nhòe làm mờ đối tượng. Gaussian blur làm nhòe làm mờ đối tượng. Filter, blur và gaussian blur. Được. Ok, bạn thích vào phần gaussian blur này thì nó sẽ hiển thị cho bạn một cái bảng ở trên này. Được. Cái bảng trên này thì bạn có thể di chuyển cho đến là đối tượng, nó sẽ review toàn bộ tất cả đối tượng trên thu nhỏ trên này. Yeah. Hoặc là bạn có thể chọn vào phần tích vào phần preview để xem trực tiếp trên cái đối tượng của mình ở đây. Yeah. Thì trong cái bảng Gaussian Blur này thì nó sẽ có một cái phần là radius là độ mờ độ nhòe của đối tượng. Bạn tăng lên càng cao thì đối tượng của mình sẽ được càng nhòe. Thì bạn thấy trên đối tượng của mình phần viền của mình sẽ được nhòe đi. Yeah. Bạn giảm khi nào cho thấy là đối tượng của mình khá ok rồi mình có thể lại ok. Yeah. Vậy là nó khá giống so với cái phiên bản ánh sáng của mình, nhưng mà thấy là đối tượng mình, ánh sáng của mình khá là gắt. Thì trong trường hợp này mình sẽ giảm opacity xuống thì sao, à, để cho nó là 50% và bạn có thể đánh số trực tiếp trên bàn phím 5. Yeah. Nhưng mà bạn thấy này, trong trường hợp mình giảm opacity xuống thì cái độ lượng ánh sáng này nó bị đục đi, bị đục đi. Thì trong giờ mình xử lý nào, thì ở trong đây mình sẽ có thêm một cái phần nữa, đó là phần fill. Fill. Fill nếu mà mặc định ban đầu thì nó cũng tương tự như phần opacity. Ví dụ như mình sẽ tạo ra một cái bên này cho bạn dễ hình dung hơn. Ok, tạo ra một cái ánh sáng. Tạo ra một cái layer mới, đổi cho một cái màu đen. Ctrl D, phím tắt V và nhân đôi đối tượng này. Cái đối tượng đầu tiên mình sẽ giảm opacity xuống là 50%. Và tương tự đối tượng thứ hai mình giảm fill cho nó xuống là 50%. Phần fill này thì bạn phải đánh số ở đây chứ không thể đánh số trực tiếp giống như opacity được 50%. Bạn thấy này. Trong cái trường hợp nếu bạn để như này thì hai đối tượng opacity và fill nó đều hoàn toàn giống nhau. Nó không có gì khác biệt cả. Nhưng mà trong quá trình mình sử dụng đối tượng có hòa trộn giống như đây thì mình sử dụng fill thì nó sẽ giữ lại độ tươi của màu hơn. Giữ lại độ tươi của màu hơn. Ví dụ mình sẽ nhân đôi hai đối tượng này lên, bạn thấy này. Đối tượng này mình sẽ giảm opacity xuống là 50%. Yeah. Còn đối tượng phía dưới là đây, mình sẽ giảm phần fill xuống là 50% xem có gì khác biệt không. Được chưa? Thì trong phần này bạn thấy khi mà bạn giảm fill xuống thì nó vẫn giữ lại độ tươi của màu. Thì sau này khi bạn sử dụng hòa trộn hay là sử dụng toàn bộ tất cả những cái chỉnh sửa hình ảnh về màu sắc thì mình khuyên các bạn sẽ sử dụng phấn fill thì nó sẽ được đẹp hơn và độ tươi màu nó được giữ nguyên. Nha. Còn cái này mình sẽ bỏ đi. Dạ. Ok. Và để cho nó fill là 70%. Càng gần thì nó càng rõ. Ctrl Z đây. Càng xa mình sẽ để cho nó là 50. Dạ. Ctrl T cho nó nhỏ lại. Càng xa lên thì nó càng bé. Và tương tự, Ctrl Z. Lại đây một cái nữa. Ctrl Z. Ctrl T cho nó nhỏ lại. Tạo ra đối tượng ánh sáng liên quan đến phần Color Dot hòa trộn. Trở về về bài đầu tiên một tí. Bài đầu tiên thì mình các bạn cần lưu ý là khi mình muốn chọn đối tượng layer thì mình sẽ có một số cách như sau. Thứ nhất là chọn vào phần Auto Select. Auto Select thì cái cách này thì mình không khuyên các bạn sử dụng. Và cách thứ hai, chọn trực tiếp trên trên layer. Nha. Chọn layer nào thì mình sẽ di chuyển được đến đối tượng layer đấy và di chuyển. Nha. Chọn đây. Nhưng mà trong trường hợp bạn thấy là đối tượng của mình nếu mà có nhiều layer thì cách chọn này nó sẽ không phù hợp nếu bạn tìm layer khá là lâu. Và cách thứ ba là bạn chữ Ctrl. Chữ Ctrl thì bạn thấy phần Auto Select thì nó hiển thị.
và nhả cái zone ra thì auto select nó sẽ mất đi, tức là auto select tạm thời. Dứt cá chôn tiếp vào đây, xem bạn sẽ chọn vào lượng ánh sáng thì chưa. Như bạn thấy này, khi bạn chọn auto select giữ control tích ở đây, bạn thấy là nó sẽ không chọn vào đối tượng ánh sáng này mà nó chọn vào đây. Tại sao vậy? Trở về không mà chọn vào đây. Để về fill 100%. Bởi vì khi hòa trộn bạn thấy có những cái lớp nó không nhìn thấy được phía sau. Thì cách xử lý control tích vào đây thì nó cũng không hợp lý nữa trong quá trình mình sử dụng đối tượng nào hòa trộn. Ok, control nhé. Được chưa? Thì trong trường này mình có thể xử lý bằng cách nào? Ok, thì trong trường mình có thể xử lý bằng cách thứ ba, chuột phải. Chọn vào layer này. Được chưa? Nhưng mà trong trường này bạn đây, nó cũng chọn cái này. Thì mình có thể đổi tên nhanh bằng cách là ánh sáng 1. Được chưa? Là ánh sáng ngoài cùng. Ánh sáng thứ hai ở đây, ánh sáng 2. Được chưa? Và đây, ánh sáng 3 chẳng hạn. Và tương tự ánh sáng 4. Khi mà mình đặt tên này thì mình khi chuột phải, chuột trái, chuột phải chọn vào đối tượng thì nó sẽ dễ dàng trong quá trình mình chọn hình và đối tượng hơn. Chuột phải chọn vào đây. Nếu bạn chọn vào ánh sáng đột thứ hai này thì là đối tượng này. Bạn tích vào đối tượng ánh sáng 1 thì nó sẽ chọn vào đối tượng ánh sáng đây. Tùy thuộc vào đối tượng hình ảnh hay là pha thiết kế của bạn như nào thì bạn sẽ chọn cách phù hợp để chọn đối tượng. Tương tự chọn vào đây, chuột phải chọn một phần ánh sáng 2. Chuột phải chọn với ánh sáng 3. Không phải là mặc định cái đối tượng của mình sẽ là layer đầu tiên mà bị một lớp layer khác nó bị chèn lên đây cho bạn trong quá trình mình xử lý đối tượng nào hòa trộn. Đây. Tạo lưới trong quá trình mình sử dụng đối tượng layer nhá, mình có thể đặt tên cho đối tượng đấy. Và áp dụng cái phương pháp đấy là mình có thể tạo ra đối tượng là phản quang. Phản quang thì có thể chọn một cái đối tượng là Ctrl O. Chọn vào thư viện ảnh. Mình có thể chọn một cái liên quan đến phần phim chẳng hạn. Phần phim này mình sẽ chọn đến một cái hình ảnh liên quan đến phần ánh sáng. Ở đây. Iron Man. Thì trong trường hợp này bạn muốn tạo ra một cái ví dụ như phần mắt này, bạn muốn tạo ra một cái lượng ánh sáng phát quang lên. Thì nhắc lại cái về hòa trộn color dog liên quan đến phần ánh sáng thì gì thì mình cũng phải lưu ý là mình sẽ dùng đến phần color dog về một vệt màu đen và vẽ hình màu sáng lên. Ok, mình có thể tạo ra một đối tượng là vùng chọn hình tròn ở đây. Khi mà có một vùng chọn rồi thì mình phải có một layer mới, Ctrl Shift Alt N. Và đổ màu trắng. Nếu đổ màu trắng này bạn thấy nó rất là cứng. Mình có thể là dùng Shift F6 làm mềm vùng chọn đi. Cái này mình để cho nó là tầm 10 chẳng hạn. Đổ màu cho nó màu trắng lên. Ctrl D, bạn thấy đối tượng của mình sẽ được mờ. Hoặc có thể là mờ hơn. Shift F6 tầm 20 và đổ màu trắng lên. Màu trắng của mình đang ở phía dưới thì mình sử dụng công cụ phím tắt đã, Ctrl Backspace. Ctrl D và trở về công cụ phím tắt V. Nếu bạn hòa trộn luôn về phần color dog thì nó sẽ không hoạt động, bạn thấy. Ok, trở lại với công cụ là normal không hòa trộn. Muốn tạo ra đối tượng hòa trộn là color dog thì mình tạo ra một cái layer có màu đen phía dưới, đổ cho nó một cái màu đen và cho nó xuống dưới, Ctrl hoặc cuộn bên tay trái. Chọn hai đối tượng layer và Ctrl E nhá, gộp lại. Bây giờ mình sẽ chọn vào phần color dog thì nó sẽ thay đổi cho bạn trong quá trình mình xử lý. Nó hơi gắt thì mình sẽ giảm phần fill xuống, ví dụ như để cho nó là 70. Bạn quét đến đâu thì bạn thấy lượng ánh sáng của mình sẽ phản quang lên đấy. Giống như mình đi soi đèn. Có thể căn chân T cho nó to thêm chẳng hạn. Bạn muốn làm nổi bật cái phần nào thì bạn có tạo lượng ánh sáng của mình lên đấy, ví dụ như phần mắt đây chẳng hạn. Và đương nhiên phần mắt của mình tạo ra cái vùng chọn nó cũng phải liên quan đến phần mắt một tí. Cái phần này mình có thể lấy những cái hình ảnh có sẵn, chọn phần Ctrl O.
chọn vào phần thư viện ảnh, chọn vào phần background. Phần background thì có rất nhiều cái chi tiết liên quan đến phần ánh sáng các bạn. Chọn vào phần texture đây. Sổ xuống, chọn đến một cái chi tiết liên quan đến một cái vệt sáng. Chẳng hạn như cái đối tượng này. Mình có thể là cho phần mắt của mình nó hiển thị phần đây. Nhưng mà đây này, trong trường hợp hình ảnh của mình chưa phải là hình ảnh đen trắng. Thì trường hợp này mình có thể xử lý nào? Chuyển từ, bạn có thể ghi vào là cách chuyển từ một ảnh màu sang ảnh đen trắng. Cách chuyển từ một ảnh màu sang ảnh đen trắng. Cách chuyển từ một ảnh màu sang ảnh đen trắng. Bằng phím tắt là Ctrl Shift U. Ctrl Shift U. Ctrl Shift U. Chuyển từ ảnh màu sang ảnh đen trắng. Còn từ ảnh đen trắng sang ảnh màu thì mình sẽ xử lý sao nhé, nó sẽ khó hơn. Ctrl Shift U chuyển từ ảnh màu sang ảnh đen trắng. Ctrl Shift U chuyển từ ảnh màu sang ảnh đen trắng. Và khi mà xong rồi thì Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép tắt nó đi. No. Và Ctrl V. Mình có một lớp đối tượng màu đen phía dưới rồi, mình sẽ chọn vào phần hòa trộn là Color Dog luôn. Bạn có thể để đây chẳng hạn. Hoặc có thể là Ctrl T xoay nó đi. Mình không để đối tượng vùng mắt nữa, mình có thể để đây. Có thể bao bẹp nó lại và giữ Shift bao theo một chiều, được chưa? Nhưng mà phần này bạn thấy đối tượng của mình sẽ cong theo một cái đường, thì mình có thể xử lý được không? Ok, mình có thể là bẻ cong đối tượng ngẫu nhiên bằng cách là Ctrl T, Ctrl T, chuột phải chọn một phần Warp, Ctrl T chuột phải vào phần Warp để bẻ cong đối tượng. Khi bạn chọn vào phần Warp thì nó sẽ hiển thị cho bạn những cái khung lưới. Với khung lưới thì bạn sẽ có những cái điểm chốt màu tròn bên ngoài. Bạn có thể là co kéo lại, ví dụ như tạo nó thành một đường cong chẳng hạn, bạn sẽ tạo như này. Kéo đối tượng này cong xuống. Nhưng mà trong trường hợp này bạn thấy là đối tượng đường cong của mình khá là khó xử lý, thì mình có thể xử lý theo cách khác được không? Ok, Ctrl Z, Ctrl T lại. Chuột phải chọn vào Warp. Phần Warp này nó cũng tương tự như cái phần là có cái dấu bẻ cong phía trên. Tích ở đây nó cũng tương tự là phần Warp. Thì nó cũng hiển thị ba phần lưới cho bạn ở đây. Ctrl T chọn vào Warp. Phần Warp này thì trong trường ở máy thì nó sẽ có phần bẻ cong theo phần dạng máy của bạn. Trên thanh menu ở đây mình chiều xuống chọn, do có rất là nhiều thuộc tính cho bạn lựa chọn, ví dụ trong trường hợp mình sẽ chọn là thuộc tính đầu tiên. Khi chọn được thuộc tính thì nó sẽ có một cái điểm chốt cho bạn, bạn có thể kéo lên kéo xuống để tạo ra cái đối tượng của mình sẽ cong. Enter, Ctrl T bạn có thể xoay đối tượng đi. Để đây chẳng hạn. Đây bẻ cong theo chiều mà. Và nhiên đối tượng gốc của mình sẽ là như này. Hòa trộn là color. Bạn cần lưu ý trong quá trình mình sử dụng đối tượng hòa trộn các người đốc để tạo ra những đối tượng là phát phản quang ánh sáng. Được chưa? Hoặc một cái trường hợp nữa, ví dụ trong trường hợp là một cái tấm ảnh là bị thiếu sáng trong quá trình mình chụp hình ảnh. Đối với trường hợp nếu bạn chụp ảnh thì bạn cũng cần lưu ý cho mình là mình nên, nếu mà chụp hình ảnh ấy, mình sẽ chọn những cái tấm hình ảnh là bị thiếu sáng hơn là những cái tấm ảnh là bị thừa sáng. Chưa? Bởi vì khi mà tạo ra chụp những cái tấm ảnh mà bị thiếu sáng thì những cái điểm tối thì nó có thể là giữ lại mẫu gốc của cái phiên bản ảnh đấy. Còn nếu bạn hình ảnh của bạn nếu bị cháy sáng thì một số hình ảnh nếu sáng quá thì nó sẽ bị mất mẫu gốc. Thì như vậy khi mà bạn liên quan đến phần chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa những cái hình ảnh nào liên quan đến phần thiếu ánh sáng thì nó sẽ dễ dàng hơn hình ảnh bị cháy sáng.
Ok, Ctrl O chọn một cái tấm hình ảnh thiếu sáng, từ làm sao mình sẽ chỉnh sửa hình ảnh nào. Nó chọn vào phần thư viện này. Thư viện ảnh. Chọn vào phần xem có phần nào không. Ok, mình sẽ chọn vào phần tư liệu tập. Chọn vào phần Photoshop, mình chọn vào phần bài 3 đây. Mình có một cái tấm ảnh bị thiếu sáng và mình tải những cái hình ảnh hay các bạn có thể chụp bằng điện thoại hay là máy ảnh của các bạn. Là những cái tấm ảnh thì bạn thấy là sắc độ khá là chưa được ổn lắm. Bạn thấy những cái tấm ảnh, những cái phần đen này nó đang bị thiếu tối, thiếu sáng một tí. Phần mặt nó đã bị tối. Thì cho giờ mình có thể xử lý nào. Thì bạn sẽ nhắc lại phần hòa trộn từ phần Lighten đến Lighter Color là hòa trộn làm sáng ảnh. Thì mình sẽ áp dụng cái phương pháp đấy. Ctrl Z. Cứu ảnh thiếu thiếu sáng. Ctrl Z và cái lớp ảnh trên là mình sẽ chọn hòa trộn là Screen. Thì bạn thấy đối tượng hình ảnh của mình sẽ được sáng thêm một độ. Và bạn thấy nếu mà chưa ổn nữa thì bạn có thể là Ctrl Z thêm một lớp nữa. Thì Ctrl Z này thì nó sẽ copy toàn bộ tất cả những cái về opacity này, về hòa trộn. Thì screen hai lớp thì bạn thấy đối tượng hình ảnh của mình sẽ sáng hơn, và tương tự nếu mà chưa ổn lắm thì mình có thể Ctrl Z thêm một lớp nữa. Thì Ctrl Z bao nhiêu thì bạn thấy đối tượng hình ảnh của mình càng sáng lên, và đương nhiên không nên để đối tượng hình ảnh bị mất màu này, nó bị thiếu thừa sáng. Được chưa? Mình còn cần đối với tấm ảnh này mình có thể Ctrl Z hai lớp này. Được chưa? Đấy, thế trong trường hợp mình muốn cứu ảnh thiếu sáng. Và một cái trường hợp nữa mình có thể chỉnh sửa hình ảnh, ví dụ một số trường hợp hình ảnh của mình có cái sắc độ hình ảnh màu sắc chưa tốt lắm, độ tương phản giữa màu tối và màu sáng nó chưa tốt thì mình có thể xử lý nào. Ok, chọn vào phần Ctrl, mình sẽ kết hợp giữa hai cái hòa trộn là hòa trộn làm tối ảnh và hòa trộn làm sáng ảnh. Chọn vào phần tư liệu, chọn vào phần thư viện ảnh, chọn vào phần gơn. Ở đây mình sẽ chọn một cái tấm ảnh nào nó có sắc độ nó chưa được tốt lắm, mình sẽ xử lý. Đây, ví dụ như một cái tấm ảnh này. Những cái tấm ảnh này mình đã lấy ở trên mạng xuống thì bạn thấy là nó sẽ chỉnh qua một số phần rồi. Nếu bạn nào mà chỉnh sửa hình ảnh có thể xin được một số cái file RAW thì nó chỉnh sửa nó dễ dàng hơn, nó chưa thông qua chỉnh sửa cái gì cả. Được chưa? Ok, phần này thì mình liên quan đến phần chỉnh sửa hình ảnh, bạn cần lưu ý là mình phải nhân đôi phần đối tượng hình ảnh gốc lên, Ctrl Z. Phần Ctrl Z này bạn sẽ tạo ra hòa trộn giữa hai cái kênh màu làm sáng tối ảnh và làm sáng ảnh. Để tìm ra cái sắc độ trung gian tốt nhất của một cái tấm ảnh. Bạn ghi vào là cách cách hòa trộn giữa hai kênh màu để tìm cái sắc độ trung gian. Hòa trộn giữa hai kênh màu để tìm cái sắc độ trung gian của tấm ảnh. Cái phương pháp này mình hay sử dụng nhất trong quá trình mình đã tìm ra cái sắc độ của hình ảnh. Ok, bước đầu tiên mình sẽ nhân đôi Ctrl Z lên. Và cái lớp Ctrl Z, lớp ảnh đầu tiên mình sẽ hòa trộn cho nó là screen, làm sáng ảnh. Bước tiếp theo mình Ctrl Z. Với Ctrl Z lớp thứ hai này mình sẽ hòa trộn cho nó là Multi-Light. Thì bạn thấy là sắc độ giữa phần màu sáng và màu tối thì nó sẽ tốt hơn. Bạn thấy này. Chọn hai đối tượng này, Ctrl G. Bạn tắt bật so với đối tượng layer đầu tiên. Đây là đối tượng gốc, còn đối tượng sau khi mình chỉnh sửa cơ bản. Được chưa? Những phần sáng thì nó sẽ sáng hơn, còn những phần tối thì nó sẽ tối hơn một độ. Đây là cách hòa trộn giữa hai cái kênh màu. Hòa trộn giữa hai kênh màu. Cách này hay được sử dụng nhất trong cái các cái kênh chỉnh màu, chỉnh ảnh cơ bản ban đầu, bước ban đầu tiên. Được chưa? Để tìm ra cái sắc độ trung gian giữa một cái tấm ảnh. Khi bạn chỉnh sửa được cơ bản ban đầu nhất về cái sắc độ của hình ảnh thì mình sẽ liên quan phần tiếp theo với chỉnh màu hay là sau này của bạn như nào. Ok, chọn một Ctrl O, chọn một cái hiệu ứng vào. Chọn vào phần thư viện ảnh, chọn vào phần background, chọn vào phần texture này.
mình sẽ chồi xuống chọn một cái hiệu ứng, ví dụ như tạo tuyết này, những cái này thì mình đã làm chọn lúc nãy rồi, mình sẽ chọn những cái hiệu ứng khác. Ví dụ như kính vỡ ở đây chẳng hạn. Cái thứ hai là mình sẽ chọn những cái hình ảnh tấm ảnh màu này. Open. Mình sẽ sử dụng hai hiệu ứng. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép. Và sang đây mình Ctrl V. Ctrl T thu nhỏ lại. Và hòa trộn loại bỏ đi những cái đối tượng màu đen phía ngoài, mình có phím tắt là hòa trộn là screen lighten thì nó sẽ lọc hết màu đen, còn screen thì nó sẽ lọc hết màu đen và cộng lớp ảnh dưới làm sáng ảnh lên. Và để rõ hơn thì bạn có thể là Ctrl G đối tượng lớp này lên chẳng hạn, thì bạn thấy đối tượng của mình sẽ được rõ hơn. Càng rõ Ctrl G bao nhiêu lần thì đối tượng tạo ra những cái tấm ảnh giống như bị vỡ. Và cũng tương tự đối với những cái tấm ảnh màu thì mình sẽ xử lý nào. Đối với những dạng tấm ảnh màu này mình muốn lấy những cái dạng nứt thì đầu tiên mình phải xử lý bằng cách là biến nó thành ảnh đen trắng. Ctrl Shift U. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép và Ctrl V. Thử xem đối tượng mình có xử lý được không. Chọn vào chọn là Stream. Bởi vì đối tượng hình ảnh này bạn thấy những cái đối tượng gốc của nó không phải là một cái màu đen trắng cơ bản. Còn những cái muốn xử lý chỉ lấy luôn cả những cái nét nứt vỡ này. Thì những cái bài sau nâng cao hơn thì mình sẽ xử lý cho bạn trong quá trình mình xử lý. Đấy, bạn cần lưu ý trong quá trình mình sử dụng đối tượng từ hòa trộn làm sáng ảnh, làm tối ảnh. Và cái thứ hai là đối tượng của mình sẽ sáng ảnh lên. Đây là cái hòa trộn, hai cái hòa trộn cơ bản nhất trong quá trình mình xử lý. Ok, bây giờ mình sẽ đến một cái phần bài tập cơ bản nhất trong quá trình làm một cái bố cục cơ bản. Và cái bố cục của mình có thể kết hợp giữa cái vùng trọn này, cái về hòa trộn ở đây. Chọn một cái Ctrl O. Thì trong trường này mình sẽ có những cái tư liệu có sẵn cho bạn trong quá trình mình sử dụng về phần thư viện ảnh này nhá. Ok, chọn vào phần thư viện ảnh. Nhà bạn có thể là chọn theo mình luôn, mình có thể xử lý toàn bộ tất cả những cái bạn đang làm nhé. Ok, chọn vào phần mỹ phẩm. Trong trường mỹ phẩm này mình sẽ chọn đến những cái sản phẩm đại diện là một cái poster chẳng hạn. Mình có cái thứ nhất là hình ảnh cô gái đây. Ctrl Open. Những cái này nó không dùng nữa, mình có thể cắt đi. Ctrl V kép. Cái này cũng tương tự Ctrl V kép cắt đi. Để cho nó nhẹ. Ctrl với kép. Chỉ để lại cái đối tượng hình ảnh, những cái tư liệu nào bạn cần dùng đến thôi. Và một cái thứ hai nữa, Ctrl O cũng ở trong phần mỹ phẩm này, mình sẽ chọn đến một cái sản phẩm. Ok, cái thứ hai là logo. Và cái thứ ba là sản phẩm của mình. Đây. Open. Thì mình sẽ có ba dữ liệu. Thì trong quá trình mình cắt ghép chỉnh sửa hình ảnh thì mình có thể là xem toàn bộ tất cả những sản phẩm trên màn hình cùng một lúc được không? Nếu bạn xem này. Thì bạn có thể là cài đặt lại cái khuôn nhìn của cái phần mềm bằng cách. Bạn có ghi vào là cách cài đặt lại cái khuôn nhìn của phần mềm. Cách cài đặt lại khuôn nhìn của phần mềm. Để mình có thể là review toàn bộ tất cả những cái dữ liệu gì có trên màn hình. Tấm ảnh này, logo này, sản phẩm. Bằng cách là chọn phần Windows, chọn vào phần Orange. Đây có rất là nhiều lựa chọn cho bạn. Ví dụ bạn trên màn hình của bạn có 3 đối tượng hình ảnh thì bạn có thể chọn ở phần bar vertical. Ba đối tượng hình ảnh của mình sẽ sắp xếp theo chiều dọc. Được chưa? Ví dụ sau này trường hợp bạn có thể là vẽ hình chẳng hạn.
Ở bên này là hình gốc, còn bên này là cái đối tượng của mình sẽ vẽ lên đây. Ok, đây đây là ba cái đối tượng. Còn bạn muốn trở về mặc định cái khung nhìn một cái thôi thì bạn chọn vào Window, chọn vào phần Arrange và chọn vào phần Console. Chỉ có một cái khổ giấy hình ảnh trên cái phiên bản làm việc của bạn thôi. Được chưa? Ở đây là ba ba cái đối tượng. Mình có thể sử dụng thêm một cái nữa là ví dụ hiệu ứng của các bạn chẳng hạn. Control O. Chọn vào thư viện ảnh. Hoặc là mình có thể là để riêng ra một cái thư mục cho bạn để bạn có thể dễ dàng hình dung hơn. Ok, chọn vào thư viện ảnh. Chọn vào phần mỹ phẩm. Được. Cái đầu tiên là hình ảnh cô gái. Control C mình sẽ tạo thêm một cái thư mục cho bạn. Ví dụ như tạo ra một banner mỹ phẩm. Chà. Thì trong trường hợp này mình sẽ copy những cái gì liên quan đến phần nội dung thiết kế của bạn sẽ copy sang đây, Ctrl V. Yeah. Cái đầu tiên là nội dung về phần nhân vật. Và cái thứ hai liên quan đến phần là sản phẩm và logo. Chưa, mình sẽ kéo xuống và chọn lại. Ở logo của mình trong trường hợp này nó đã tách nền sẵn cho bạn xử lý rồi. Được chưa? Một trà. Ok. À, cái thứ ba là giữ Ctrl, chọn vào đối tượng này, Ctrl C và sang một cái thư mục của mình. Ctrl V. Được chưa? Và tiếp theo mình sẽ chọn thêm một cái hiệu ứng ở trong phần là background. Chọn vào thư viện ảnh. Ở trong phần background. Chọn phần texture. Và à, mình có thể kéo xuống chọn một cái lượng ánh sáng nhưng mà mình dùng vừa nãy Ctrl C và sau đây mình Ctrl V để cho đây là toàn bộ tất cả những cái dữ liệu gì mà mình cần đến trong quá trình mình thiết kế. Và cái thứ hai là một cái về sáng. Ở đây cho mình sử dụng về sáng này. Cho mình chọn cái nào nó được đẹp hơn. Ok, mình đây cái ánh sáng này nó sẽ được đẹp hơn. Ok, tương tự Ctrl C, sau đây Ctrl V. Đây toàn bộ tất cả những cái dữ liệu gì mà mình muốn cần thiết để thiết kế đối tượng là banner mỹ phẩm. Cái việc đầu tiên thì bạn cần lưu ý cho mình là mình sẽ tạo ra cái đối tượng của giấy. Áp dụng những cái về vùng chọn này, về hóa trộn tạo ra một cái sản phẩm. Ok, chọn ra một cái đây. Những cái này không cần thiết là mình cứ tắt đi, tắt đi, tắt đi. Ctrl, đây bạn đây. Những cái gì bạn sử dụng cái phiên bản CC 2010 phiên bản CC 2017 trở lên thì nó sẽ review toàn bộ tất cả các thông số. Thứ nhất là cái dạng đuôi, tên đuôi. À, một số dạng bạn đuôi Photoshop thì nó cũng hiển thị review cho bạn trên này và đuôi là đuôi Photoshop. Ok, đầu tiên tạo ra khổ giấy bằng cách là chọn vào phím tắt Ctrl N. Nên bạn có thể thực hiện theo mình nhá. Đây là một cái bài tập cơ bản rồi. Ok, mình sẽ chọn vào phần kích thước, ví dụ như để là dạng pixel 1200 nhân cho 600 chẳng hạn. Độ phân giải của nó là 150. Đương nhiên hệ màu RGB và chế độ 8 bit. Đây là tất cả những cái thông số cài đặt ban đầu mặc định của mình. Nha. Tạo ra một đối tượng của giấy nằm ngang. Những cái phần này nếu bạn muốn cho nó nhỏ lại thì bạn có thể là kéo nhỏ lại trong trường hợp này. Nha. À, phần màu mình có thể không sử dụng đến thì mình có thể là mini size đi. Mình chỉ sử dụng cái phần là layer thôi. Cái này cũng phần mini size đi. Để cái phiên bản làm việc của mình nó ít hơn trong quá trình mình sử dụng. Ok, đầu tiên mình sẽ chọn một cái là sản phẩm cô gái vào. Bạn có thể là kéo vào. Bởi vì mình tạo ra một đối tượng layer rồi, mình có thể không cần tìm nữa. Chọn vào đối tượng và kéo đối tượng vào phần mềm Photoshop của mình ở đây. Cho to thêm. Ok, mình sẽ để tỷ lệ của nó là 1 phần 3. Nhân vật sản phẩm mình sẽ nằm ở đây. Được không? Trong trường hợp kéo vào hay là Ctrl O đối tượng hình ảnh như này thì nó sẽ có cái gì khác biệt? Ví dụ mình sử dụng công cụ chọn mình xóa trực tiếp thì sao? Thì trong trường hợp nếu bạn kéo đối tượng hình ảnh vào cái file thiết kế này thì bạn xóa trực tiếp hay là thao tác trên cái đối tượng hình ảnh đấy thì nó sẽ không xử lý được.
bởi vì nó sẽ giữ nguyên cái đường link của nó khi bạn kéo vào. Thấy chưa? Thì trong trường hợp này mình kéo xử lý nào? Cách thứ nhất là mình có thể Ctrl O. Ctrl O thì nó là một cách thông thường rồi. Cách thứ hai mình có thể là ngắt link hình ảnh đối với cái phiên bản hình ảnh này không? Bạn muốn ngắt link hình ảnh bằng cách là chuột phải vào phần ô trống phía sau. Chọn vào phần Retry Layer, ngắt link đối tượng hình ảnh khi bạn kéo vào. Chuột phải vào phần trống phía sau, chọn vào phần Retry Layer, chuyển đối tượng hình ảnh thành mất link ảnh. Thì trong trường hợp này bạn có thể thao tác trực tiếp được, ví dụ bạn có thể xóa đây. Thì bạn có thể thao tác được đối tượng này. Đây là một cái về nhân vật, và cái thứ hai nữa là về sản phẩm của mình. Ok, sản phẩm của mình có thể xử lý bằng cách là chọn một cái hình ảnh hoặc là Ctrl O cho nó dễ dàng hơn trong quá trình mình xử lý. Và chọn đến phần desktop, mình vừa để ra desktop. Hoặc là để chọn vào phần thư viện ảnh nếu bạn nhớ sản phẩm của mình nó nằm ở đâu. Ok, chọn đến phần là sẽ sản phẩm của bạn. Ctrl A, Ctrl C copy và Ctrl V kép tắt nó đi cho nó nhẹ. Ctrl V, Ctrl T cho nó to thêm. Đây là bước đầu tiên, bạn sẽ sắp xếp sản phẩm của mình sẽ nằm bên trái và đối tượng nhân vật của mình sẽ nằm bên phải ở đây. Bên giữa mình có thể là cho nội dung logo này liên quan đến phần là nội dung chính, viết quyển bí quyết phái đẹp hay là đối tượng nội dung gì đấy liên quan đến logo sản phẩm. Được chưa? Và phần tiếp theo các bạn cần lưu ý trong quá trình mình xử lý này. Hiện tại đối tượng phần nội dung về sản phẩm so với phần nội dung nhân vật của mình thì nó sẽ không được trùng hợp. Thứ nhất là về phần màu nền. Thứ nhất là về phần màu nền, thứ hai là về phần khung hình của mình nó chưa được ok lắm. Ví dụ nếu bạn Ctrl T nó mà để cho nó to này thì nó sẽ to hơn phần sản phẩm, phần chiếm diện tích nó lớn thì nó sẽ không được. Tỷ lệ của mình nó chưa được ổn định. Ok, do cái đối tượng của giấy của mình khá lớn cho nên là mình sẽ thay đổi lại tỷ lệ một tí. Bạn muốn xem lại toàn bộ tất cả những cái thông số về khổ giấy hay là kích thước của đối tượng, chọn vào phần Image, chọn phần Ctrl Alt Y. Nó sẽ review toàn bộ tất cả những cái thông số về kích thước của bạn về khổ giấy. Chọn Image, chọn vào phần Image Size. Cái này bạn thấy là đổi sang phần Pixel, về cơ bản bắt đầu mình sẽ thay đổi nó. Có thể là một cái gì đấy mình vừa bị nhầm so với cái mình làm cái kích thước đầu tiên. Ok, mình sẽ thay đổi lại cái Ctrl N mình xem thử nhá. Dạ. 1200 nhân cho 600. Cái này là 150. Đấy chưa? Các bạn xem lại toàn bộ tất cả thông số này. Đấy. Ok, Ctrl O. Chọn về đối tượng nhân vật hình ảnh trước. Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V. Ok, mình sẽ cho nhỏ lại. Kích thước của mình là 1200 nhân cho 600. Về đối tượng nhân vật của mình, cứ lưu ý nếu bạn để như này thì nó cũng không vượt, bởi vì nó sẽ cắt đối tượng nhân vật của mình. Và cái thứ hai thì mình có thể để theo cái tỷ lệ 1:3 mình để này. Và cái thứ hai bạn cần lưu ý cho mình là có một cái điểm nhìn. Nếu bạn để bên này thì nhân vật của mình đang bị nhìn ra ngoài thì nó cũng không hợp lý. Mình có thể để đây. Và cũng tương tự cái thứ hai đó là sản phẩm. Chọn một phần thư viện ảnh, chọn một phần mỹ phẩm và chọn một phần mặt kéo xuống dưới cùng, mình sẽ có một cái sản phẩm màu tím ở đây. Tương tự Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl T cho nó nhỏ lại. Tỷ lệ ban đầu. Mình để đây. Thì đầu tiên bạn cũng cần lưu ý cho mình cái tư duy cách sắp xếp bố cục đối tượng nó sẽ nằm ở vị trí nào. Ok, tắt con mắt này đi một tí, mình sẽ xử lý đối tượng layer phía sau trước. Cái phần này mình đang bị thiếu thì mình có thể xử lý là bù đắp thêm cái phần này không? Thì bạn có thể ghi vào là bù đắp đối tượng hình. Thì cái này mình có thể là thứ nhất là bù đắp hình, cái thứ hai là xóa đối tượng logo.
Ok, mình có thể Ctrl O một cái đối tượng hình ảnh lên, bạn có thể review hai cái thuộc tính. Chọn vào thư viện ảnh, chọn vào phần trang sức. Đây. Chọn vào đối tượng. Chọn một cái đối tượng logo hình mình có logo đây. Chọn. Thì cái phương pháp này mình gọi thứ nhất là có hai cái cách sử dụng. Cái thứ nhất là xóa logo những cái biểu tượng. Và cái thứ hai là mình có thể là bù đắp hình. Bằng cách là sử dụng công cụ vùng chọn đến cái vùng nào bạn muốn bù đắp hay là xóa đối tượng đấy. Ví dụ mình muốn xóa đối tượng logo này. Bước tiếp theo, có vùng chọn rồi mình sẽ chọn vào phần Image. Chọn vào phần Edit, chọn vào phần Shift F5. Shift F5 vừa nãy thì mình sẽ đổ là 50% màu ghi rồi. Chọn Shift F5, mình sẽ chọn không chọn 50% màu ghi nữa, mình sẽ chọn vào phần Content Away. Content Away. Ok. Thì nó tự động xử lý cho bạn và đối tượng logo của mình sẽ hòa trộn giữa phần mềm nền phía dưới. Ok, Ctrl V kép mình xử lý cái đối tượng thứ hai với trường hợp là phần nền của mình khá phức tạp này, xem nó có xử lý được không nhá. Ok, quét qua. Shift F5. Chọn vào phần Content Away. Và ok. Ctrl D cho nó nhỏ lại, bạn thấy. Trong trường hợp đối với trường hợp là nền phức tạp thì nó cũng xử lý được trong trường hợp này. Và một cái trường hợp đặc biệt nữa đó là bù đắp hình ở đây thì nó có xử lý không. Ok, chọn vào đối tượng layer đấy, quét qua phần vùng chọn bạn muốn là bù đắp thêm, ví dụ bạn muốn bù đắp phần này, Shift F5, Enter, chọn vào phần Content Away. Thì trong trường hợp bạn thấy nó sẽ liên quan đến phần đối tượng nhân vật thì mình có xử lý được. Ok, Ctrl Z. Mình sẽ xử lý những phần vùng nhỏ hơn chẳng hạn, để đây. Shift F5. Xem trường hợp này nó có xử lý được tiếp không. Okay. Thì trong trường hợp này bạn thấy nó sẽ liên quan đến một cái phần sản phẩm đây thì nó không xử lý được. Mình có thể là cho vùng chọn nó to hơn một tí nữa chẳng hạn, to đây. Shift F5. Nếu mà không xử lý được thì mình sẽ dùng cái phương pháp thứ ba. Thì bạn thấy nó sẽ liên quan đến một cái phần sản phẩm nữa thì nó không xử lý được cái vùng lớn như này. Ok, thì trong trường hợp này mình có thể xử lý nhanh nhất bằng cách là bạn thấy là đối tượng phần nền của mình phía góc độ bên trái thì nó sẽ cùng một cái sắc độ màu. Được chưa? Cùng một sắc độ màu thì mình có thể là sử dụng công cụ bút y ngắn để chọn màu. Được chưa? Chọn đến đâu thì nó sẽ có đối tượng màu trên của mình nó sẽ ăn theo cái màu đấy. Ví dụ chọn màu đỏ, màu môi, chọn màu đen, được chưa? Chọn màu trắng chẳng hạn. Được. Thì trong trường hợp mình sẽ chọn phần màu giáp viền ở đây và sử dụng công cụ vùng chọn đồ màu án backspace cản chuẩn D. Đương nhiên thì trường hợp này nó chưa ok lắm thì mình có thể sử dụng một cái cách thứ ba, đó là cho đối tượng cái nhân vật cái sản phẩm này lên. Cái sản phẩm này mình có thể xử lý là nền được không. Ok, xử lý lại nền bằng cách là sử dụng công cụ vùng chọn quét qua phần trên và bù đắp thêm cho nó xem nó có xử lý được không. Shift F5. Được chưa? Ctrl D. Mình lại xử lý phần dưới. Shift F5 và Enter. Và cũng tương tự như cái phần bù đắp thiếu này, mình sẽ bù đắp thêm cho nó một cách nữa bằng cách là Shift F5 và chọn vào phần Content Away trong cái bảng Fill và ok. Vâng, nhiên khi mà bạn bù đắp như này thì nó sẽ che mất cái sản phẩm nhân vật của mình. Ctrl D. Ok, những cái trường hợp này mình có thể xử lý nhỏ hơn bằng cách là Shift F5 một lần nữa, một cách là cho nó nhỏ hơn. Những phần này cũng tương tự Shift F5. Thì Shift F5 nhiều lần thì bạn thấy đối tượng của mình sẽ xử lý triệt để dần dần. Shift F5. Ctrl D. Bạn thấy là cái nền của mình khi mà để trên này thì khá ok rồi. Và bạn muốn là trong quá trình mình sử dụng đối tượng của mình ở đây thì nó sẽ liên quan đến phần sản phẩm của mình ạ. Thì cái phần này mình có thể xóa đi được không? Ví dụ mình nếu mà xóa như này thì nó sẽ hiển thị phần đối tượng sản phẩm phía dưới của mình. Đúng chưa?
Nhưng mà thế để này thì nó rất là cứng và bị thô. Khi bạn tạo ra một cái đối tượng là banner và quảng cáo sản phẩm này thì nó không ok lắm, bởi vì nó giống như là cắt ghép đối tượng hình ảnh lại với nhau. Được. Ok, căn chuẩn Z. Trở lại phiên bản đầu tiên. Thì cái này mình có thể sắp xếp đối tượng layer xem cái nào ở dưới, cái nào ở trên. Mình có thể xử lý bằng cách là cho đối tượng này xuống dưới thì sao? À, mình xóa đối tượng bên này. Được chưa? Bởi vì thấy là đối tượng màu nền phía dưới cái này nó sẽ đẹp hơn với đối tượng là màu màu ghi này. Ok. Và đương nhiên mình sẽ không sử dụng đối tượng là xóa cứng như này nữa. Shift F6 làm mềm. Ví dụ để cho nó 50 chẳng hạn và bạn xóa đi. Nha. 50 bạn thấy nó chưa ok lắm thì bạn có thể là Ctrl Z và Shift F6 để cho nó 100 và xóa trực tiếp đối tượng layer đi. Ctrl D tạo ra một đối tượng lớp như này. Và phần tiếp theo bạn xử lý triệt để những cái lỗi này chẳng hạn. Và đương nhiên những cái phần sau thì mình có thể xử lý chuyên nghiệp hơn. Ở phím tắt vùng chọn M và Shift F5. Được chưa? Tạo ra một cái vùng nền tím như này chẳng hạn. Hoặc là mình có thể là xử lý bao quanh cái vùng chọn đối tượng cô gái, bởi vì nó sẽ là màu tròn thì nó có thể là nó đẹp hơn chẳng hạn. Ok, mình sẽ xử lý lại. Sử dụng công cụ phím tắt vùng chọn hình đường tròn ellipse bao quanh cô gái đây chẳng hạn. Nếu bạn xóa trực tiếp cái đối tượng hình ảnh trên layer cô gái này thì nó sẽ xóa phía trong, đúng chưa? Và mình sẽ đảo ngược lại bằng phím tắt là can trốn shift y đảo ngược vùng chọn shift F6. Đằng này mình sẽ để cho nó là 10 backspace xóa trực tiếp đối tượng đi, hoặc là để cho nó 100 shift F6 90, 80 chẳng hạn. Càng chuẩn đề tạo ra một đối tượng lớp nền này thì nó bạn thấy là khi mà bạn xóa đối tượng vùng chọn mềm thì nó sẽ ăn lớp đối tượng vào nhau. Và đương nhiên những phần lỗi này bạn có thể xử lý lại tắt M nhà Shift F5 Ctrl Away và bạn Enter, bạn xử lý nhanh đối tượng phần mềm này thôi. Đây là đối tượng cơ bản ban đầu, thì bạn có thể cắt ghép được đối tượng này về hình ảnh này, nhân vật. Và tiếp theo bạn có thể cho đối tượng của mình là thêm một cái nền. Sử dụng đối tượng là công cụ vùng chọn hình tròn chẳng hạn. Quét cho nó một cái lớp ở đây. Được chưa? Chẳng hạn. Ok, và đương nhiên khi mà có một vùng chọn rồi thì mình có một layer mới. Ctrl Shift N. Và bạn muốn đổ cho đối tượng của mình phía dưới thì mình phải đảo ngược lại Ctrl Shift Y thì nó sẽ tạo ra một cái vùng phía dưới cho bạn ở đây và đổ cho nó một cái màu, ví dụ bạn chọn cho nó một cái màu tím. Sử dụng công cụ Y ngắn chọn một màu một tím ở đây rồi, hoặc là bạn chỉ có thể chọn cho nó một cái màu tươi hơn. Các là sử dụng có layer mới rồi, Backspace. Nên cho thời bạn thấy đối tượng của mình đang bị đối tượng cô gái nó bị che mất thì mình sẽ cho lên trên cùng. Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải. Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải. Được. Nhưng trong trường hợp này bạn thấy màu này nó chưa ok lắm. Thì bạn có thể chọn màu khác. Chọn ở đây, chọn màu tối hơn chẳng hạn. Bạn đủ Alt Backspace. Nếu bạn đủ Alt Backspace trực tiếp thì bạn thấy là nó sẽ đủ tràn viền. Thì trong trường hợp mình sẽ xử lý nào. Chọn ở phần lốc khóa nền. Bạn đổ Alt Backspace thì bạn thấy nó chỉ đổ trong cái đối tượng này thôi. Được chưa? Bạn cần lưu ý trong quá trình mình xử lý. Ở vào phần tiếp theo nữa, ví dụ bạn có thể là Ctrl Z đối tượng phần nền này lên, Ctrl Z. Ctrl Z nhân đôi. Ctrl T bạn có thể kéo đối tượng này lên chẳng hạn. Cho nó xuống dưới. Một số trong trường hợp phiên bản của bạn sử dụng lâu thì một số biến tắt nó sẽ không hoạt động nữa. Bạn có thể lưu lại và tắt phần mềm và bạn bật lại cái đối tượng phần mềm của mình. Ok, khóa nền và để cho nó cái màu trắng. Màu trắng này bạn hòa trộn cho nó là ví dụ như chọn một phần color dot chẳng hạn. Phần color dot này phát quang và bạn sẽ chọn view xuống 20%. Bạn này Ctrl G cái lớp màu trắng lên lên. Ctrl T giữ shift kéo đối tượng này lên một lớp nữa. Tạo ra một đối tượng có lớp phản quang ở đây. Tạo cái điểm nổi bật cho sản phẩm.
Và cái thứ hai nữa bạn cần lưu ý cho mình là cái điểm nhìn. Cái điểm nhìn thì bạn cần lưu ý là nó sẽ điểm nhìn vào cô gái là điểm nhìn vào sản phẩm. Và cái bài này thì mình sẽ tạo ra cái đối tượng là điểm nhìn vào sản phẩm thì nó sẽ được đại diện đặc trưng khi bạn chú ý hơn. Ok, ở chọn phần Ctrl O, ở chọn vào phần thư viện ảnh, chọn phần background ở đây, mình trở lại cái đường ánh sáng mình vừa chọn, phần picture, cho sổ xuống, mình sẽ chọn ánh sáng này. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép và Ctrl V. Ctrl T giữ Shift kéo nó ngang ra. Và đương nhiên mình hỏi trộn là kháng ở đâu. Thì đầu tiên bạn thấy đối tượng của mình đang bị ảnh hưởng đến nhân vật cô gái. Thì mình sẽ xử lý nào. Ok, mình sử dụng công cụ vùng chọn đường tròn quét qua phần cô gái này. Shift F6 cho nó mềm đi, ví dụ như để cho nó 30% và xóa đi. Ctrl D, giờ thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái phần nhân vật chính của mình nữa. Bạn cần lưu ý. Bạn lưu ý là mình sẽ hòa trộn là khá lớn. Và phần tiếp theo là mình có thể tạo ra cái đối tượng có cái điểm nhìn ở đây, tạo một cái vệt sáng. Đương nhiên đưa có thể là đưa logo của mình vào. Thư viện ảnh, chọn vào phần mỹ phẩm, đưa đối tượng logo của mình vào. Ok, bạn kéo xuống dưới và chọn đến phần logo. Tăng nền sẵn cho bạn rồi. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V kép và Ctrl V. Ctrl T cho nó nhỏ lại. Đây là logo. Còn nội dung bạn có thể để phần dưới này thì mình có thể hoàn thiện thêm. Ok, bây giờ mình sẽ làm nổi bật cái đối tượng sản phẩm của mình lên một lớp nữa bằng cách là tạo ra một cái lượng ánh sáng đường tròn đây chẳng hạn. Sử dụng một cái đối tượng là đường tròn. Giữ Shift tạo thành đối tượng đường tròn. Ok, nhả chuột ra. Và khi mà có một đối tượng là vùng chọn rồi, mình phải có một layer mới, Ctrl Shift N. Và đổ cho một cái màu trắng. Ok, khi mà có màu trắng rồi thì mình phải khi mà hòa trộn color đó thì bạn cần lưu ý là mình phải có một lớp màu đen phía dưới. Và bây giờ mình sẽ tạo ra một cái đối tượng là lớp màu đen, tạo ra một layer mới, đổ màu đen, sử dụng công cụ phím tắt D để trở về màu gốc đen trắng của đối tượng phần mềm, Alt Backspace và cho nó xuống dưới, được chưa? Thì trong cái trường hợp đối tượng màu trắng này, màu trắng của mình đây. Mình có thể làm mềm cho nó đi một tí được không? Ok, mình sử dụng một cái đường chọn vùng tròn nữa, giữ Shift, giữ thêm phím cách để tạo ra đối tượng là có thể di chuyển đối tượng vùng chọn để đây. Nếu mà xóa trực tiếp luôn thì đối tượng vùng chọn của mình sẽ bị cứng. Mình sử dụng công cụ Shift F6, Shift F6, cho nó là 20, Enter và Space xóa trực tiếp trên đối tượng đấy. Ctrl D về tạo ra đối tượng đường tròn như này. Và bước tiếp theo mình sẽ chọn vào đối tượng màu đen và màu trắng đây, Ctrl E đó, và hòa trộn cho nó một lớp là color dot. Thì nó sẽ cộng với lớp ảnh dưới và là phát quang đối tượng đây, đây. Bạn di chuyển đến đâu thì bạn thấy đối tượng của mình sẽ được phát quang và đương nhiên mình sẽ làm cái điểm nhấn cho đối tượng sản phẩm của mình. Có thể là Ctrl T cho nó nhỏ lại đây. Là mình hoàn thiện cái bố cục cơ bản ban đầu cho bạn trong quá trình mình sử dụng thiết kế. Bạn muốn làm nổi bật cái đối tượng là về logo này nữa thì mình có thể là chọn vào logo. Logo này mình có thể là biến đổi cho nó thành một thành bố trắng để nó nổi trên phần nền hơn. Khi bạn muốn đổ màu thì bạn sẽ chọn vào phần lớp khóa nền đầu tiên và đổ cho nó cái màu trắng. Là phần logo. Bạn quản lý sau này mình sẽ đưa toàn bộ tất cả những cái nội dung ví dụ như bí quyết phái đẹp hay là liên quan đến phần logo nào đấy bạn cần lưu ý trong quá trình mình chỉnh sửa Ok, bây giờ mình sẽ có thời gian là tầm 15-20 phút mình hoàn thiện cái đối tượng này, mình ôn lại toàn bộ tất cả những kiến thức về vùng chọn, về hóa trộn. Đây là toàn bộ tất cả những cái thông số về kích thước của hình ảnh, bạn có thể chọn cái thông số khác.
pixel 1200 nhân cho 600.